linh đan tan biến trong người, lại giúp hắn khôi phục chút chân nguyên. Với trình độ của hắn bây giờ, hầu như không có loại đan dược nào có thể giúp khôi phục chân nguyên. Vài viên đan dược này hẳn phải dốc hết lực mới có thể luyện chế đi ra, giá trị khó thể đánh giá. Lục Sí cũng không quản lý Vân Tiêu mà có chút hăng hái nhìn Linh Mục Địch, kinh ngạc cười nói. Yêu tộc, Linh Mục Địch nói. Thật có lỗi, là đoạt xá, tạm thời sử dụng, sau khi giết ngươi xong thì không cần nữa. Sắc mặt Lục Sí trầm xuống, lạnh giọng nói. Hiện tại ai cũng không biết cách nói chuyện phiếm như vậy sao? Linh Mục Địch cười nhạt. Có khác nhau sao, ít nói nhảm, đánh đi. Linh Mục Địch búng ngón tay, kim ngân song giác lập tức hóa thành hai đạo quang cầu kích bắn tới. Hơn nữa trước người hắn hiện ra thái cực đồ, áp tới trên người Lục Sí. Linh Mục Địch vừa ra tay, 900 người khác bắt đầu di chuyển. Niết bàn dị tượng lập tức phát sinh biến hóa, thân ảnh 900 người không ngừng ẩn hiện trong dị tượng, khó thể bắt giữ. Lấy Linh Mục Địch cầm đầu, một đám cường giả ra tay, hóa thành linh vũ đầy trời công tới. Thật sự là kẻ xấu nhiều tác quái. Lục Sí cười lạnh một tiếng, cầm đao xông tới, A Hàm đao lập tức chém vào trong trận. Suy, một lỗ hổng hiện ra, nhưng giây lát liền hợp lại. Vẻ mặt Lục Sí khẽ biến, trong mắt lộ kinh hãi. A Hàm đao của hắn mặc dù là đại la phục ma trận của ma giới cũng không thừa nhận được, nhưng lại chỉ lưu chút dấu vết trong đại trận này. Lục Sí lập tức hiểu được mình gặp phải phiền toái, lập tức thân đao vừa chuyển, vũ động xung quanh thân thể, kết thành một mảnh kết giới mông mông, ngăn trở linh vũ bay đầy trời. Linh Mục Địch nháy mắt hiện ra trước người hắn, hai tay vũ động, kim ngân song sắc hóa thành trưởng lực đánh xuống. Bên cạnh hắn còn có Khúc Hồng Nhan, Lam Nham Chủ, Hạo Phong, Cố Thanh Thanh, Bắc Quyến Nam, Mộng Linh Chân Quân liên thủ tấn công. Toàn bộ công kích hóa thành một đại phủ giống như một khu vực hình bán nguyệt lăng không rơi xuống. Hơn nữa uy lực đại phủ không ngừng chồng lên, thần thông của hơn 800 người còn lại đều bị đại trận hấp thu, không ngừng gia tăng cho đại phủ. Vẻ mặt Lục Sí đại biến, uy thế của đại phủ làm cho hắn thật không dám dùng cứng đối cứng. Làm sao có thể? Lục Sí mắng to một tiếng, vung tay, bắt lấy A Lại Huyền Việt bổ thẳng tới đại phủ. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng đạo đại phủ chém xuống hắn cũng không khả năng né tránh, chỉ có thể kiên trì đối kháng. Oanh long! A Lại Huyền Việt trực tiếp đâm vào trong quang phủ, một mảnh cường quang nổ tung, hóa thành vô số công kích bắn tới bản thể của Lục Sí. Cánh tay Lục Sí tê dần, thân hình khựng lại không kịp tránh né liền bị vạn đạo quang mang đánh lên người, phun ra búng máu bay ngược ra ngoài. Trong lòng mọi người vui mừng, mở to hai mắt khẩn trương nhìn qua, bàn tay đẫm mồ hôi. Hai tay Linh Mục Địch lại vũ động, thi triển phong thiên ấn áp tới. Những người còn lại cũng không dám khinh thường, chợt lóe trốn vào trong hư không, từ bốn phương tám hướng công thẳng tới Lục Sí. Một trong ba đại hung trận thượng cổ sao, quả nhiên có chút thủ đoạn A. Lục Sí đứng dậy, lau máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Một kích vừa rồi là một kích nặng nhất từ khi hắn bước chân vào Thương Huyền Sơn cho tới bây giờ. Nhưng mà, cũng phải dừng ở đây. Lục Sí thi triển chân ma pháp tướng, ba đầu sáu tươi cầm ma binh hướng bốn phía đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Ma binh múa may, đánh thẳng vào trong hư không chém ra một người, chỉ thấy máu tươi kích bắn lại có cường giả bị đánh bay ra ngoài. Phong thiên ấn bị chém thành hai khúc, hóa thành quang mang kim ngân song sắc tiêu tán không thấy. Linh Mục Địch bị đao ảnh phản chấn, khí huyết trong cơ thể sôi trào dữ dội. Hắn kinh hãi nói. Tất cả đều tản ra. Đừng công kích một mình, liên hợp ra tay. Những ảnh tử bên cạnh Lục Sí nhất thời liền biến mất, đại trận hiện ra hơn trăm thân ảnh, đồng thời khắp quyết hóa trưởng vỗ xuống. Vô số trưởng lực ngưng tụ cùng một chỗ, như trời sụp đất nứt, muốn nghiền nát hết thảy. Đại trận chết tiệt. Lục Sí nổi giận, lại tế ra năm kiện ma binh, tinh tuyền bảo. Một mảnh lực lượng khủng bố phát ra, đánh thẳng về hướng cự trưởng. Oanh long! Năm kiện ma binh quét ngang cực lạc niết bàn, trưởng lực biến mất, toàn bộ cường giả lại phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Oanh long! Đại vãng sinh cực lạc trận tán loạn, viêm võ thành băng vỡ, toàn bộ kiến trúc hóa thành bụi bay, bầu trời hiện ra hắc động thật lớn, không ít người bị cắn nuốt đi vào. Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, thần sắc khẩn trương, hắn trợn mắt nhìn Khúc Hồng Nhan cũng bị chấn trọng thương, bị hắc động cắn nuốt đi vào. Không ít người bị đánh bay, sinh tử không rõ. Đột nhiên Đinh Linh Nhi đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng nói, minh chủ đại nhân không thể rối loạn lúc này.
Lúc này Lý Vân Tiêu mới chấn định trở lại, dứt bỏ toàn bộ tạp niệm, bình tĩnh nhìn về phía trước. Khi Lục Xí thi triển tinh tuyền bạo, quả nhiên đúng như mọi người dự liệu, hắn dung hợp phân thân thứ 5, khuôn mặt thay đổi không ít, đặc biệt là trên khí thế, hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Mẹ nó, quả thật là làm càn a. Lý Vân Tiêu bật dậy nói. Mang theo toàn bộ mọi người rời đi, các ngươi không thể tiếp tục ở lại nơi này. Đinh Linh Nhi có chút do dự. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vừa rồi ngươi đã nói gì với ta? Giờ phút này nhất định phải bình tĩnh, làm tốt chuyện của mình. 900 vị cường giả vừa rồi ít nhất vẫn lạc hơn 600 người. Những người còn lại đều bị trọng thương, ngươi lập tức dẫn họ đi, rời xa Viêm Võ Thành. Dạ, Minh Chủ. Đinh Linh Nhi vội vàng ôm quyền thở dài lui xuống. Lục Xí lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đồng thời ánh mắt nhìn bốn phía, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lạnh giọng nói, có thể bước ra trạng thái ngũ thân hợp nhất của ta, thật sự có chút vượt qua dự tính của ta đâu. Lý Vân Tiêu lạnh giọng đáp, có dũng khí thì lục thân hợp nhất, cho chúng ta hoàn toàn lĩnh giáo sự lợi hại của thiên giới chi chủ. Hừ, ngươi có tư cách này sao? Lục Xí châm chọc nói, nếu ngươi có bổn sự kia, ta cũng không để ý phóng xuất ra lục thân hợp nhất. Lý Vân Tiêu hừ nói, đây là cho ngươi cơ hội giữ mạng sống, là chính ngươi từ bỏ. Lục Xí nhếch môi cười rộ lên, ngươi đang kéo dài thời gian. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, phải thì thế nào, không phải lại thế nào. Lục Xí cười lạnh nói, nguyên bản theo như ngươi mong muốn cũng không sao, nhưng đáng tiếc chính là bổn tọa không có lòng nhẫn nại như vậy. Thân ảnh Lục Xí vừa động, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một đao chém xuống. Oanh long! Lý Vân Tiêu bị chém thành mảnh nhỏ, tản ra trước người Lục Xí, trong không gian mảnh nhỏ còn bảo tồn không ít tàn ảnh đầy trời. Ba ba! Cách xa hơn 10 trượng bên ngoài lôi quang chợt lóe, Lý Vân Tiêu hiện thân, thần sắc hoảng sợ lẫn kinh hãi. Tốc độ một đao vừa rồi cực nhanh, nếu không phải hắn luôn cảnh giác, đổi lại là người khác chỉ sợ đã bị giết chết. Lục Xí cũng có chút kinh ngạc nói, tốc độ thật nhanh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ma chủ cũng đánh lén sao? Lục Xí cười nói. Châm chọc ta hữu dụng sao? Huống hồ vừa rồi cũng không tính là đánh lén, chỉ là một lần công kích bình thường mà thôi. Lý Vân Tiêu khắp quyết, phung ra bốn phía, quát. Khởi. Oanh long long. Mặt đất run rẩy chấn động, 12 pho tượng bằng đồng nháy mắt phá không bay ra, oanh long một tiếng đứng thẳng trên vùng đất, vây quanh Lục Xí. Lục Xí cười lạnh nói. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Thật không sai, ba thượng cổ sát trận cũng bị các ngươi tập hợp gần đủ rồi. Lý Vân Tiêu bay lên đứng trên vai một pho tượng bằng đồng. Trên vai của 11 pho tượng còn lại cũng có người đang đứng bên trên. Ánh mắt Lục Xí đảo qua bọn họ, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Cuộc chiến này là kết cục cuối cùng của hai giới. Muốn luyện hóa thiên vũ giới, giết 12 người chúng ta là được. Lục Xí gật đầu nói. Đúng là giúp ta bớt việc. Lực lượng hiện tại của thiên vũ giới còn cao hơn dự tính của ta đâu. Chỉ là giới vương cảnh đã có Lý Vân Tiêu, Phi Thanh, Sa Vưu, Cửu Uyên, Diệp Kình Vũ cùng viện. Còn có Phi Nghê, Hiên Viên Diệu là hai nửa bước giới vương. Lăng Bạch Y dùng bí pháp trực tiếp triệu hồi sát thần, cùng mình dung hợp thành một thể, thực lực đã gần tới giới vương cảnh. Yếu hơn một chút là Ác Linh, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh, Ác Linh là thân thể tạo hóa cảnh đại viên mãn. Thêm một bước là tiến vào giới vương thánh thể. Tuy Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh chỉ có tạo hóa cảnh, nhưng đều có được thánh khí. Ngoài ra còn có một người lăng không đứng xa xa nhìn chăm chú vào bên này. Đó chính là Hải Thần Ba Mộc, sau khi ma phổ chết cũng không còn ma hóa lực lượng của hắn. Hơn nữa hắn cũng có được thánh khí ngã văn, xem như là người thay thế bổ sung cho đại trận, nếu có ai không địch lại hắn sẽ lập tức thay vào. Đội hình cường đại dù là Lục Xí cũng cảm nhận được uy hiếp. Đội hình như vậy thật có tư cách để ta lục thân hợp nhất. Sắc mặt Lục Xí trầm xuống, trong cơ thể truyền ra tiếng tim đập nhanh, sau đó thân hình vỡ ra, không ngừng bành trướng. Lần này biến hóa thật lớn hơn những lần trước, khí thế tăng lên gấp bội, khuôn mặt càng khó xem, nhìn qua như yêu tộc. Sắc mặt mọi người đại biến, một cỗ lực lượng từ trên người Lục Xí dâng lên, phát ra thanh âm ông ông không ngừng. Sau đó Lục Xí lại ném ra A Tỷ Cổ Quyển. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào A Tỷ Cổ Quyển không chớp mắt. Trong mắt Cửu Uyên hiện lên dị sắc, ánh mắt không ngừng lóe ra, nói. Đây là lực lượng thiên giới chi chủ sao?
Năm đó người đại chiến với đám người Giận Vũ, lưu lại giới khanh làm ta tìm hiểu mấy chục vạn năm, cũng rất có thu hoạch, đa tạ. Nga. Lục Xí liếc mắt nhìn hắn, suy nói, ngươi là người luôn tránh trong tứ hải thâm uyên đi. Cửu Uyên gật đầu, sắc mặt hòa nhã nói. Tuy rằng ta không biết tại sao đại nhân muốn lấy giới văn chương, nhưng dù sao thiên vũ giới cũng là cố hương của đại nhân, mong rằng có thể hạ thủ lưu tình. Lục Xí lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi có hố sao? Đã tới lúc này còn muốn ta thu tay lại. Nếu bổn tọa nguyện ý cũng đã sớm dừng tay. Cửu Uyên cười khổ lắc đầu nói. Là ta nói bậy, đại nhân chớ trách. Lục Xí lạnh lùng nói. Không có việc gì, nhìn thái độ của ngươi khiêm tốn nhã nhặn, đợi một lát giết ngươi sau cùng đi. Cửu Uyên buồn bực ôm quyền nói. Vậy thì phải đa tạ đại nhân. Không cần. Lục Xí vừa dứt lời, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục rông dài, tùy tay bổ một đao ra ngoài. Đồng quang chợt lóe, Lý Vân Tiêu lập tức phát hiện đao mang khác với trước đó, trong ma quang tối đen hiện ra một vầng ám kim sen lẫn bên trong. Mà năm kiện ma binh còn lại cũng như vậy, phát ra khí tức thậm chí khiến cho Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút xa lạ, giống như không phải ma binh mà hắn từng nhận thức. Đây là lực lượng của thiên giới chi chủ sao? Trong lòng hắn run lên, giống như cảm nhận được thanh âm của giới thần bi, theo sau thấy đao ảnh hạ xuống, phi thanh kinh hãi ra tay. Pho tượng thật lớn bên dưới đột nhiên bắn ra tinh quang, hai tay vỗ về phía trước. 11 pho tượng còn lại đồng thời chuyển động, khắp quyết hóa ra hư ảnh thần sát, cầm chiến kích nghênh đón đao ảnh giáng xuống. Oanh long! Hai cỗ lực lượng va chạm, thiên địa phá nát, hư ảnh thần sát nháy mắt tan biến. 12 tượng đồng bay ngược, tựa hồ đều bị trùng kích thật lớn. Ha ha, những pho tượng này thật có ý tứ. Thân ảnh Lục Xí chợt lóe, xuất hiện trước mặt phi thanh nâng lên A Lại Huyền Việt đâm thẳng vào pho tượng. Oanh long! Pho tượng giơ tay khắp quyết đánh tới A Lại Huyền Việt. Oanh một tiếng, tuy pho tượng nắm được chiến phủ trong tay, nhưng uy lực chiến phủ quá mạnh mẽ, nháy mắt đã đâm vào trong pho tượng. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Tuy họ không nghĩ có thể dùng pho tượng ngăn cản công kích của Lục Xí, nhưng cũng dùng phụ trợ chính mình đối chiến, không nghĩ tới chỉ thoáng chốc đã bị Lục Xí đánh bại. Lực lượng A Lại Huyền Việt tán phát, hóa thành vô số hắc mang bắn ra bốn hướng. Phi thanh bay lên cao, trên người hiện ra vô số ma đằng, cùng yết hợp hai thành một, tay phải hắn cầm bảo bình, thần quang chiếu xuống, tay trái vỗ mạnh một trường. Trong trường kình mạnh mẽ mơ hồ có thân ảnh yết hiện lên. Nhưng đúng ngay lúc này thân hình pho tượng chợt động, tùy ý chiến phủ đâm thủng thân hình, lại hướng Lục Xí đánh tới. Buồn cười. Lục Xí quét ngang chiến phủ. Khí lực cường đại đem tượng chấn nát, lại đem cả công kích của Vi Thanh đều ngăn chặn. Oanh! A Lại Huyền Việt tuôn ra một tầng ma quang, thân hình Lục Xí thoáng chao đảo nhưng không hề lui lại nửa bước. Giờ phút này 11 người khác đồng thời công kích tới, 11 pho tượng vô cùng nhanh nhẹn đều tự thi triển thần thông tấn công. A át phạm sát, 3000 thế giới. Thân hình Lục Xí đột nhiên di chuyển, dầm một tiếng đem phạm vi mấy trăm dặm xung quanh biến thành tinh vân kết giới. Sau đó lực lượng đáng sợ tuôn ra, hóa thành ma cương kích bắn. Sắc mặt nhóm người Lý Vân Tiêu khẽ biến, bay ngược lên người pho tượng, khắp quyết tạo thành trận thế, một mảnh hồng mông kim quang hiện lên, đối kháng thế giới lực của 3000 thế giới. Đồng tử Lục Xí co rụt lại, không nghĩ tới đối phương còn có thể thừa nhận công kích của thiên giới chi chủ như hắn. Giống như uy nghiêm của thiên giới chi chủ bị khiêu khích, Lục Xí quát lớn, đi chết đi. A hàm đao chém ra ngoài. Hắc quang mang theo ám kim uy lực hoàn toàn một trời một vực so với trước kia. Lý Vân Tiêu quát to. Cẩn thận. 12 người lập tức bay lên, trên không trung biến hóa phương vị né tránh uy lực một đao, trận thế lập tức phát sinh biến hóa. Oanh long. Đao ảnh chém lên trận quang, lập tức bị trận pháp hấp thu, chia ra trên thân mỗi người. Lý Vân Tiêu chỉ cảm giác khí huyết sôi trào, mà thực lực tiểu hồng hơi yếu nên khuôn mặt đại biến trắng bệch, tựa hồ có chút không thể thừa nhận. Trên 12 pho tượng phát ra tiếng phanh phanh như kim trúc va chạm, không ngừng có đao khí bắn ra, chỉ sợ không còn chịu được bao lâu. Lý Vân Tiêu quát, lấy ta làm chủ, trợ ta. Thân ảnh hắn chợt lóe, liền lao ra ngoài trận, 11 người còn lại biến hóa phương vị, phối hợp Lý Vân Tiêu, toàn thể trận thế biến thành tấn công, như một tam giác uốn lượn hướng kết giới A át phạm sát phóng đi. Hoa lạp lạp, cả tinh vân kết giới bị đô thiên thần sát trận trùng kích. Xiềng xích phát ra thanh âm chấn động kịch liệt, thật nhiều phù văn phóng lên cao, muốn đem 12 người cắn nát. Nhưng trận thế một khối,
12 người như một, lại đem tinh vân kết giới bổ ra. Lý Vân Tiêu một cước giẫm lên xiềng xích, mượn lực nhảy lên, một kiếm chém thẳng lên người Lục Xí. Pháp tướng Lục Xí dữ tợn, A Hàm đao hoành ngang người đón đỡ thủy chủ trầm phù. Ngay lập tức A Ma Luân bảo kiếm đâm tới, đại lượng ám kim sắc quang mang mang theo lực lượng chấn mở. Lý Vân Tiêu biến sắc, Cửu Uyên lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay cầm một cây thiết liên giống như đồ vật cổ xưa, đánh thẳng tới ám kim sắc quang mang. Phanh, phanh. Mỗi lần va chạm lại có một mảnh hào quang tạc vỡ, thiết liên hiện ra hình thái, không nghĩ tới lại có muôn màu, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo. Nhưng nếu có thể đối kháng oai lực của ma binh, tất nhiên không phải vật phàm. 10 người phía sau bay lên, vây quanh Lục Xí đều tự ra tay công tới. Lục Xí giận quát một tiếng, hắc thuẫn vừa chuyển, lập tức hóa thành thuẫn quang kết giới bao phủ quanh thân. Oanh long! A Nam kiền sát không ngừng phát ra thanh âm răng rắc, tựa hồ đang thừa nhận áp lực thật lớn. Lục Xí giận dữ, đại trận này cũng giống như đại vãng sinh cực lạc trận, có thể đem công kích của mọi người chồng chất chung một chỗ, mà khi chịu lực lại phân bố chia đều, hoàn toàn là một trận pháp biến thái. Hắn cũng ý thức được phải phá vỡ trận này, nếu không mình lâm vào dây dưa quá lâu sẽ gặp nguy hiểm. Hoành Tảo Thiên Quân, A Lại Huyền Việt quét ngang, hóa phủ thành thương đánh tới 10 người. Oanh, A Nam kiền sát thuẫn thu hồi, chiến phủ phảng phất như có mãnh thú điên cuồng gào thét, chấn động lên thân thể 10 người. Đồng thời A Hàm đao cùng A Ma kiếm đẩy về phía trước, đẩy lui Lý Vân Tiêu cùng Cửu Uyên. Nhưng 12 người cũng chưa bị thương, lăng không bay ngược lại liên thủ công tới. Vẻ mặt Lục Xí sắc lạnh, vung tay phải, A Tỷ cổ quyển mở ra, một mảnh kim sắc ám quang tràn ra ngoài. Sắc mặt 12 người đại biến, tựa hồ có cảm giác xấu. Lý Vân Tiêu quát, lui. 12 người vội vàng thối lui, cũng chưa loạn trận thế, đồng thời đem 11 pho tượng còn lại ngăn cản trước người. Nhưng 11 pho tượng vừa xông tới gần sách cổ, toàn bộ ngừng lại, giống như đang bị cỗ lực lượng xiềng xích nào đó trói buộc. Quyết ấn trên tay Lục Xí biến đổi, quát. Hỗn độn ma viêm long. Oanh long. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong sách cổ lao ra, nháy mắt đánh bại phòng ngự của 11 pho tượng, đem chúng biến thành kim thủy. Một cỗ hỏa diễm hóa thành hình thái ma long, tàn sát bừa bãi trong thiên địa, đuổi theo đám người Lý Vân Tiêu. Thanh âm run rẩy của Yết truyền tới, thất thanh. Đúng là hỗn độn ma viêm long. Làm sao thứ này còn tồn tại? Đây là sinh linh duy nhất tồn tại trong thiên địa khi ma giới mới sinh ra. Sắc mặt 12 người thật khó xem, vội vàng thối lui về phía sau. Nhưng hỗn độn ma viêm long giống như có linh tính, vẫn đuổi sát theo bọn họ. Viện vội kêu lên. Làm sao bây giờ, hay là tách ra trốn, nếu không nó luôn đuổi theo chúng ta? Không được. Lý Vân Tiêu quả quyết bác bỏ. Nếu trận thế bị tản ra, Lục Xí sẽ tiêu diệt từng bộ phận, như vậy không còn cơ hội nữa. Viện nói. Nhưng mà lực lượng của Ma Long, vừa rồi cả 11 pho tượng. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Mấy pho tượng kia sao có thể so sánh với chúng ta, liên thủ áp chế nó. 12 người nhất thời phân tán khắp quyết. Liên thủ công tới Ma Long. Lực lượng khủng bố áp chế, một đạo chân thân thần sát hiện ra, gào thét phung trưởng vỗ xuống. Oanh Long. Ma Long bị trúng một kích, mạnh mẽ gào thét, một đầu đánh thẳng lên thân thần sát. Oanh Long. Oanh Long. Lực lượng mạnh mẽ nổ tung, thần sát nháy mắt tan xương nát thịt, 12 người bị chấn động bay ra ngoài. Tiểu Hồng trắng bệch phun ra máu tươi, lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình, nhưng cũng phi thường miễn cưỡng. Sắc mặt Lục Xí đại biến, thần sắc tràn đầy kinh hãi, tựa hồ cảm giác vô cùng bất mãn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động xuất hiện bên cạnh Tiểu Hồng, một đao bổ xuống. Cẩn thận! Lý Vân Tiêu điên cuồng hét lên một tiếng, liền thuấn di lao qua, thủy chủ trầm phù đâm tới. Tiểu Hồng lập tức tế ra cổ thần chiến trường biến lớn ngăn trước người. Nhưng đao ảnh rơi xuống, oanh long một tiếng, cổ thần chiến trường bị chém thành hai nửa, đao mang đáng sợ rơi xuống trên đầu Tiểu Hồng. Một cảm giác nguy hiểm tử vong lan tràn trong lòng nàng chỉ cảm thấy toàn thân băng xương, không thể động đậy. Nhưng nháy mắt có hai cỗ lực lượng hoành không bay tới, thủy chủ trầm phù còn có như thị ngã văn của ba mộc đồng thời chắn ngay trước người Tiểu Hồng. Oanh! A Hàm đao chém lên hai kiện huyền khí bị chấn ngược trở về, dù sao trước đó bổ ra cổ thần chiến trường cho nên uy thế cũng không còn lại bao nhiêu. Phốc! Tiểu Hồng phun búng máu, vẻ mặt tái nhợt dị thường. Vừa phun máu, chân khí của nàng cấp tốc hạ xuống,
da thịt tái nhợt trong suốt, cơ hồ không còn huyết sắc. Lý Vân Tiêu trực tiếp thu nàng vào trong giới thần bi. Ba Mộc vốn luôn chú ý chiến trường, sớm phát hiện Tiểu Hồng kiệt lực nên lập tức thay thế chỗ của nàng. 12 người lại tạo thành đô thiên thần sát trận, dựa theo phương vị đứng chung một chỗ, rằng co cùng Lục Xí. Đôi bên dị thường kiêng kỵ lẫn nhau, tựa hồ đã mất hẳn cảm giác tự tin trước đó. Thiết hiện ra trên vai Vi Thanh, khuôn mặt hiện ra trong một đóa ma hoa, hai mắt như đao nhìn chằm chằm Lục Xí, lạnh giọng nói. Hỗn độn ma viêm long là sinh linh đời thứ nhất của ma giới, cùng thiên địa cộng sinh, mặc dù thực lực không bằng thiên giới chi chủ, nhưng vượt xa thánh ma. Chỉ sợ trong sách cổ của ngươi cũng chỉ có một đạo, khó thể tiếp tục thi triển được đạo thứ hai đi. Lục Xí cười lạnh nói. Có thể nhận ra hỗn độn ma viêm long, xem ra ngươi cũng là lão nhân trong ma giới. Hừ, không thể tưởng được ngươi hỗn thảm như vậy, cần ăn nhờ ở đậu. Yết cười lạnh nói. Nói tới nói lui có thể thấy được chỉ có một đạo. A tỷ cổ quyền được xưng là vật hình thành khi tiền ma giới sụp đổ, bên trong có chút sinh linh cường đại của ma giới cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại thủ đoạn phá giải đô thiên thần sát trận của ngươi chỉ còn lại tinh tuyền bạo, nhưng khi thi triển là tự tổn 800 giết địch 1000, lâm vào cảnh tượng nguy hiểm cực đoan. Ha ha ha, buồn cười. Lục Xí cười như điên, nói. Nếu giờ phút này bổn tọa thi triển tinh tuyền bạo, chỉ sợ cả nhất giới cũng bị ta đánh thủng, thậm chí đối với thiên vũ giới sẽ gây ra vết thương chí mạng. Dưới uy lực của nó, các ngươi còn muốn sống sót. Yết lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử xem. Lục Xí có chút tức giận, nói. Sở dĩ bổn tọa không muốn thi triển, chỉ muốn cùng các ngươi chơi lâu một chút mà thôi. 12 người nháy mắt nhận ra Lục Xí có băn khoăn, hắn thật sự lo lắng nếu thi triển sẽ đưa chính mình vào hiểm cảnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Ra tay, bức tử hắn. Dứt lời cầm thủy chủ trầm phù chém tới. 11 người theo sát phía sau, vừa duy trì trận pháp vừa công kích tới. Lục Xí giận dữ quát. Đồ không biết sống chết. Trên người hắn bắn ra bạch sắc cốt nhận, trải rộng khắp toàn thân, tản mát ra yêu khí nồng đậm, mi tâm chợt lóe pháp tướng liền biến hóa, từ 3 đầu 6 tay hóa thành 4 đầu 8 tay. Cái gì? 12 người kinh hãi, công kích của Lý Vân Tiêu có chút khựng lại liền bị đao ảnh ngăn trở chấn khai. Lục Xí hóa ra 8 tay, ngoại trừ 6 tay cầm ma binh, 2 tay còn lại không ngừng đánh ra đủ loại thần thông, cùng 12 người kịch liệt chiến đấu, một mảnh cát bay đá chạy. Trời sụp đất nứt. Đột nhiên ấn đường Lục Xí chợt lóe, toát ra một con mắt, nháy mắt hóa thành đồ án hình tròn. Lý Vân Tiêu vừa nhìn thấy, đột nhiên trong lòng cả kinh quát, Tiểu Thanh, cẩn thận. Đồ án trên trán Lục Xí chính là Hỗn Thiên Nghi. Trong lòng Tiểu Thanh cả kinh, vừa nhìn thấy đang định thu hồi Hỗn Thiên Nghi nhưng phát hiện Hỗn Thiên Nghi bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nháy mắt không thể khống chế. Cái gì? Tiểu Thanh hoảng hốt, chỉ thấy Lục Xí cười lạnh đánh tới. Hỗn Thiên Nghi nhất thời phát ra tiếng vang, thiên địa song trục dãy mạnh hóa thành thiên kiếm địa kiếm nháy mắt chém về phía Tiểu Thanh. Suy, suy, Tiểu Thanh bất ngờ không đề phòng, đã bị song kiếm chém thành 3 đoạn. Nhưng hắn là tiên thiên mộc thể, lập tức khôi phục lại, nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Lục Xí cười điên cuồng, bàn tay chộp tới, thiên kiếm địa kiếm hướng hai bên Tiểu Thanh chém qua, chấn khai những người chuẩn bị cứu viện, chủ thể Hỗn Thiên Nghi đồng dạng nổi lên thật nhiều phù văn. Diễn biến thành chu thiên tinh đấu. Không tốt, mau lui lại. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm ứng, mạnh mẽ hét lớn, Hỗn Thiên Nghi phát ra lực lượng đã rối loạn vô cùng, hơn nữa dị thường cuồng bạo. Oanh long. Hỗn Thiên Nghi bị Lục Xí kíp nổ, lực lượng khủng bố thổi quét thiên địa, chẳng những hoàn toàn cắn nuốt Tiểu Thanh, thậm chí cả Cửu Huyên cùng Hiên Viên Diệu cũng bị đánh bay ra ngoài. Thực lực Hiên Viên Diệu yếu kém, phun ra máu tươi, hoàn toàn bị thương chân nguyên. Chân khí nhanh chóng sút giảm. Cửu Huyên cũng bị chấn lùi mấy bước, dưới tình thế cấp bách hắn dùng tay ngăn chặn, trên cánh tay nhất thời máu tươi đầm đìa, chân khí rối loạn, may mắn chưa suy giảm tới chân nguyên bản thể. Ha ha, quỷ trận này rốt cuộc bị phá khai rồi, ta xem các ngươi còn lấy cái gì đấu với ta. Lục Xí cười lên điên cuồng, 8 mặt pháp tướng lộ vẻ dữ tợn, thân ảnh chợt lóe xông tới chỗ Hiên Viên Diệu. Giờ phút này trận pháp đã phá. Hắn phải đánh chết từng người, mà thực lực Hiên Viên Diệu yếu nhất, đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Hiên Viên đại nhân cẩn thận. Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, hét lớn một tiếng nhưng đã chậm. Khi tất cả mọi người còn đang kinh hãi dưới uy lực khủng bố khi thánh khí nổ mạnh nên còn chưa kịp phản ứng, đã chứng kiến ma quang chợt lóe,
A hàm đao xẹt qua, đầu của Hiên Viên Diệu bay lên không. Ngoài xa mấy trăm trượng, thanh quang chợt lóe, thân ảnh Tiểu Thanh xuất hiện, nhưng không ngừng nhấp nháy, tựa hồ muốn ngưng hình cũng thập phần khó khăn. Sau đó hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, thân hình liền bay vào trong cơ thể hắn, trực tiếp tiến vào trong giới thần bi, không còn cách nào chiến đấu. Cả thế cục nhất thời bị đánh phá cân bằng, chỉ còn 10 người không còn cách nào bày trận, tình thế thật khó giải quyết. Ha 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 ha! Lục Xí cười lên điên cuồng, trong mắt chợt lóe hàn quang, tám cánh tay vũ động hóa thành hàng vạn hàng ngàn hư ảnh, miệng niệm bí pháp quỷ dị, sau đó ngưng tụ ra một mặt ma quang ám kim sắc. Ma nguyên trảm. Ma quang phân chia thành 10 đạo, hướng 10 người chém tới. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng ma nguyên trảm linh tính 10 phần, đuổi theo không buông tha. Họ rơi vào đường cùng chỉ đành khắp quyết đánh tới ma quang. Lý Vân Tiêu hoành ngang kiếm thế, liên tục đánh ra ba kiếm, đem ba đạo công kích phá vỡ. Theo sau tiến tới, thân ảnh thuấn di tới trước người Lục Xí, giơ kiếm bổ tới. Phanh! Thủy chủ trầm phù chém lên A hàm đao, chấn ra từng vầng ma quang. Mỗi khi đánh xuống, Lý Vân Tiêu lại bị phản chấn thật lớn, tay trái khắp quyết, lập tức tiếng sấm sét vang rền, lôi điện hội tụ đầy trời, hóa thành lôi phù hiện ra trong tay. Thiên lôi kiếp ngũ lôi oanh đỉnh. Thân thể Lý Vân Tiêu tản mát ra lôi điện, phù văn giới thần bi lan tràn khắp người, giống như lôi đỉnh nhất giới đều tập trung trên người hắn. Ánh mắt Lục Xí híp lại, chỉ thấy một đóa kim liên bay qua, sau đó kim quang bao phủ đầy trời, tám cánh tay của hắn giống như bị kim liên thật nhỏ trói buộc. Pháp tắc chi liên. Sắc mặt Lục Xí khẽ biến, cười lạnh nói, bổn tọa đã sớm vượt qua ràng buộc nhất giới, pháp tắc chi liên làm gì được ta. Ma binh xoay tròn, đem pháp tắc chi liên hủy diệt. Sau đó lại chém ra một kiếm, quét ngang kim liên. Ba mộc hiện ra trên liên thai, kết ấn nghênh tới. Oanh! A ma luân bảo kiếm khí đánh xuyên qua song trưởng của ba mộc, đánh bay hắn ra ngoài. Liên thai xoay nhanh trên không trung, thân ảnh ba mộc không ngừng lóe ra, đã bị trọng thương. Tuy pháp tắc liên bị gãy đoạn, nhưng vẫn tranh thủ tích tắc thời gian cho mọi người liều mạng dùng hết lực lượng đánh tới. Lôi đình tụ tập trong tay Lý Vân Tiêu. Lại có 9 đạo tử sắc thần lôi hóa long quay tròn quanh thân, một chưởng đánh xuống. Thiên lôi kiếp cửu lôi oanh đỉnh. Oanh long. 9 đạo tử sắc lôi long từ 8 hướng đánh tới, uốn lượn bên cạnh Lục Xí, gợi lên ngàn vạn lôi quang, lập tức ầm ầm giáng xuống. Oanh long long. Uy lực khủng bố nháy mắt phong tỏa Lục Xí, lập tức nổ tung. Tiếng chấn vang kinh thiên, một đạo quang trụ khổng lồ xông lên bầu trời, mặt đất vỡ vụn. Trời cao phá hủy, địa mạch tan hoang. Cả đại lục Nam vực đều bị một kích này lan tới, ba quang khủng bố tản ra, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, trong phạm vi vài vạn dặm toàn bộ sinh linh đều vẫn lạc, cỏ cây không còn. Bốn phía không gian viêm võ thành xuất hiện một cảnh tượng thiên khung dị cảnh khổng lồ. Chính là giới khanh xuất hiện sau khi thiên vũ giới bị đánh thủng. Lục Xí vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng khuôn mặt có chút âm trầm, tay cầm ma binh run rẩy lên. Phốc, rốt cục hắn phun ra máu tươi, trong mắt kinh hãi không dám tin. Mà chân khí của 6 kiện ma binh nhanh chóng suy giảm xuống. Các ngươi, có thể tổn thương ta. Lục Xí nhìn máu tươi của mình, cùng khí kình phức tạp trong cơ thể, thân hình run rẩy lên, vô cùng tức giận. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng, lạnh lùng nói. Tổn thương ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp cần làm chính là giết ngươi. Sắc mặt mọi người tối đen nhìn chằm chằm Lục Xí. Đột nhiên thân thể lăng bạch y run lên, sát khí ngưng tụ quanh thân đột nhiên tan rã, ánh mắt sát thần xoay chuyển, tràn đầy ác ý cười lên hăng hắc. Một thân ảnh màu trắng đột nhiên tách ra, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn mang theo huyết sắc. Chính là lăng bạch y, bởi vì thời gian triệu hoán thân thể sát thần đã tới cuối cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng cầm giữ, hiện tại đã tới cực hạn. Bản thể sát thần nháy mắt, xoay người rời đi, lập tức biến mất trong giới khanh vũ trụ. Cửu Uyên đứng gần nhất liền bước tới đỡ lấy Lăng Bạch Y, lóe thân biến mất, sau đó giao cho Ba Mộc để hắn giúp đỡ chiếu cố. Ba Mộc trọng thương trong người, đang ngồi xếp bằng trên liên thai, tiếp nhận Lăng Bạch Y nói, giao hắn cho ta, chiến trường phó thác cho các ngươi. Sắc mặt Cửu Uyên ngưng trọng gật đầu, quay lại chiến trường. Lúc này Lục Xí còn chưa kịp phản ứng vì mình bị thương, vẫn còn đứng ngẩn ra nơi đó. Lý Vân Tiêu dùng kiếm chỉ vào hắn, quát. Lục Xí. Thế cục đã phát sinh nghịch chuyển, đừng tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, nếu không rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu,
lãng phí một hồi tạo hóa vô ích. Chỉ cần ngươi thề không tiếp tục tổn thương hai giới, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Thả ta đi, ha ha ha, chân cháo. Lục Xí bị chọc giận, quát. Vậy nhìn xem là ai hồ đồ ngu xuẩn, ai thân tử đạo tiêu. Tám cánh tay của hắn khắp quyết, sáu kiện ma binh bay lên không, chiếu rọi lẫn nhau trên không trung, nối thành một mảnh kết giới mở ra. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, kinh hãi nói. Ngươi điên rồi, thi triển tinh tuyền bạo, chính ngươi cũng sẽ chết. Lực lượng kinh khủng của ma binh nháy mắt lan tràn tới chỗ giới khanh, Ba Mộc cảm giác trong lòng run lên, phát hiện mọi người đột nhiên biến mất trước mắt. Toàn thân hắn chấn động, giật mình hô. Lục đạo không gian. Ba Mộc không khỏi hoảng hốt, tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng không còn biện pháp nào. Hắn chỉ có thể sử dụng pháp hoa liên thai bay ra xa hơn mấy ngàn trượng, lẳng lặng xem chừng để tránh bị dị trạng đột nhiên lan tới gần. Lý Vân Tiêu cũng lập tức phát hiện, vô số thạch trụ hiện lên dưới chân, kéo dài khắp bốn phương tám hướng xa xa. Toàn thân Lục Xí lóe ra ma quang, hai tay khắp quyết, sáu tay khống chế ma binh vũ động trên không trung, khí tức khủng bố như đá lớn đặt lên trái tim mỗi người, đều nặng nề ngạt thở. Lý Vân Tiêu kinh hãi cắn răng nói. Lục Xí, người đùa như vậy cả ngươi cũng chết. Ha ha, ta chết, ta là chủ nhân sáu đạo ma binh, nhiều nhất chỉ trọng thương mà thôi. Lục Xí lạnh giọng nói. Sau khi giết các ngươi, trong hai giới không còn ai đối kháng được ta. Hơn nữa chỉ cần qua vài năm, lâu thì 10 năm ta sẽ khôi phục như ban đầu, thậm chí tu vi còn tiến thêm một tầng. Ma binh theo khống chế của hắn, đột nhiên kêu lên, tựa hồ đang tiến hành nghi thức nào đó, tản mát ra khí tức khủng bố lẫn thần thánh. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, biết phiền toái lớn. Hắn cắn chặt răng, quát. Tất cả mọi người đi ra sau lưng ta, đồng loạt ra tay đánh một kích cuối cùng. Sống chết có mạng, phải xem lần này. Trên người hắn bắt đầu phủ kín đủ loại phù văn phức tạp, mà văn bia giới thần bi nổi bật nhất, mi tâm cũng lóe lên hư ảnh giới thần bi. Trong tay hắn nắm chặt thủy chủ trầm phù, đem lực lượng toàn thân truyền vào. Tựa hồ bị sáu đạo ma binh ảnh hưởng, hoặc do cắn nuốt lực lượng của Lý Vân Tiêu, thủy chủ trầm phù cũng phát ra thanh âm tê minh vui sướng. Bảy người còn lại đều thi triển thần thông. Một kích liên thủ trước đó mỗi người đều giống như liều mạng, vì cứng rắn chống cự một chiêu của Lục Xí cho nên ai cũng bị trọng thương. Giờ phút này họ đều biết gặp phải sống chết trước mắt, không còn ý tưởng giữ mạng, toàn bộ như phát điên đem lực lượng tăng lên tới đỉnh. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Đi tới sau thân thể của ta, kết trận công kích. Bảy người không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nghe lệnh làm việc, toàn bộ bay tới sau lưng Lý Vân Tiêu. Tuy rằng không thể tiếp tục bố trí đại trận, nhưng trận pháp không trọn vẹn vẫn tốt hơn là không có. Khi Phi Nghê bay ngang qua người Lý Vân Tiêu không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều yên lặng không nói gì, lẫn nhau đã ý hợp tâm đầu, lòng hiểu mà không nói. Rất nhanh một đô thiên thần sát trận tàn phá được bày ra, tám người đồng tâm hiệp lực thi triển ra thần thông cực mạnh của mình. Trước mặt Lý Vân Tiêu mờ mờ ảo ảo hiện ra một tôn thần sát cự linh, trong tay cầm quang nhận, thần sát mạnh mẽ đánh tới, chém thẳng vào thân ảnh đáng sợ trước mắt. Hừ, bọ ngựa đấu xe. Lục Xí nanh cười một tiếng, hai tay đánh ra, hét lớn, đều đi chết đi. Tinh tuyền bảo, oanh long long. Chân khí khủng bố khuấy động trong lục đạo không gian, thạch trụ dưới chân mọi người bị chấn bay lên, hóa thành bột mịn tiêu tán trong thiên địa. Thần sát cự linh nghênh tiếp công kích kinh khủng kia, cự nhận mạnh mẽ chém thẳng vào linh tuyền bạo. Oanh long long. Trời sập hám, mặc dù là lục đạo không gian cũng kịch liệt run rẩy lên, theo sau thiên địa tối đen, cả không gian đều lâm vào một mảnh hỗn độn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, kinh mạch khung xương không ngừng bị xé mở, thậm chí cảm nhận được những người đứng sau lưng đều bị chấn khai, hơn nữa bị trùng kích không nhỏ. Lúc này hắn hoàn toàn mất đi ngũ giác. Đầu óc một mảnh hỗn độn, hoàn toàn trống rỗng. Duy nhất chỉ còn lại đau đớn kịch liệt, khắc cốt minh tâm. Không biết qua bao lâu cảm nhận sâu sắc mới dần dần tán đi, nhưng toàn thân hắn đã không còn cảm giác, cũng không biết trạng huống thân thể như thế nào, hắn chỉ biết mình còn chưa chết. Trong hỗn loạn hắn cố gắng tìm kiếm ý thức chi giác của mình, giờ phút này hắn giống như chỉ còn lại một đạo ý thức, hoàn toàn không biết thân thể ở chỗ nào. Qua một lúc lâu, cảm giác thân thể mới trở lại, rốt cục hắn cảm giác được từng bộ phận thân thể trên người mình. Hắn nỗ lực mở mắt, phát hiện một đạo quang mang dịu dàng chiếu lên người mình,
đang chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình đang ở trên pháp hoa liên thai. Liên thai hóa thành nửa mẫu, bên trên còn có vài người đang nằm. Lý Vân Tiêu vừa nhìn, tâm thần không khỏi run lên, đại nhân, Phi Nghê đâu? Trên liên thai ngoại trừ hắn cùng Ba Mộc còn có 8 người khác. Lăng Bạch Y đang ngồi xếp bằng, sắc mặt thập phần tái nhợt đang chậm rãi khôi phục. Mà Vi Thanh, Cửu Uyên, Diệp Kình Vũ, Viện, Ác Linh đang nằm trên liên thai, không biết sống hay chết. Nhìn xa Vưu hình như đỡ nhất, nhưng lớp vảy cũng bóc ra, tổn thương nặng nề. Long huyết trực tiếp ngưng kết thành vảy, thật giống như phủ một tầng áo giáp, nhìn vào khiến người buồn nôn. Mà toàn bộ những ai tiến vào lục đạo không gian đều có mặt, chỉ thiếu Phi Nghê. Sắc mặt Ba Mộc thật khó xem, vươn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hoàng sắc hỏa diễm mờ nhạt, thập phần mỏng manh. Trái tim Lý Vân Tiêu giống như bị người đâm thủng, cảm giác ngạt thở không sao chịu nổi. Ba Mộc liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi cũng không cần tuyệt vọng, đây là sinh mệnh chi hỏa của Phi Nghê, còn chưa tắt, may mắn ta phát hiện kịp thời hơn nữa còn lấy mẫu. Được như thị ngã văn tẩm bổ tu dưỡng, nếu không thật sự phải xong đời. Lý Vân Tiêu mừng như điên, vội vàng hỏi. Ý của đại nhân là Phi Nghê còn chưa chết, Ba Mộc lắc đầu nói. Không chết nhưng cũng không sống. Sinh mệnh chi hỏa chưa tắt, nhưng thân thể bị hủy, nhưng nàng là thiên phượng nhất thể, có lẽ còn có thể niết bàn sống lại. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đại nhân có thể nói rõ hơn một chút hay không? Ba Mộc nói. Ý là có sống lại hay không phải xem chính nàng. Có lẽ chúng ta có thể cho nàng một ít trợ giúp, nhưng cuối cùng cần nhờ vào chính ý chí của nàng, nếu không nàng chỉ cần thời gian ngủ say trong phượng hỏa cũng có khả năng. Thần sắc Lý Vân Tiêu ảm đạm, nhưng xem như trong bất hạnh vẫn còn may mắn, hắn nhìn ngọn lửa mỏng manh, cắn răng nói, Phi Nghê, nàng yên tâm, cho dù ta chết cũng nhất định tìm được biện pháp phục hồi cho nàng. Ba Mộc thở dài nói, khó khăn. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút áp lực, nói, những người khác ra sao? Ba Mộc chỉ tay nói. Chính ngươi xem đi, hai chết ba tổn thương. Cái gì? Trái tim Lý Vân Tiêu run rẩy mãnh liệt, vội vàng nhìn qua, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy thân thể tạo hóa đại viên mãn của ác linh bị đánh xuyên qua, biến thành vỡ nát, cơ hồ thành một đống bùn lầy. Không cảm thụ được chút khí tức sinh cơ, chỉ sợ linh hồn của ác linh cũng đã tan thành mây khói. Diệp Kình Vũ cũng hoàn toàn thay đổi, dùng thần thức đảo qua mới biết khung xương kinh mạch toàn thân vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ hóa thành hồ, không còn cơ hội sống sót. Sắc mặt Viện dị thường tái nhợt, cơ hồ chẳng khác gì người chết, nhưng hai loại ngọn lửa vẫn còn mỏng manh nhảy lên trong cơ thể nàng, tựa hồ nhờ nguyên nhân này mới duy trì được tính mạng của nàng. Bên cạnh Viện còn có pháp thụ Kim Luân, bánh răng cơ hồ bị mài bình, ở giữa còn bị trúng xuống thật sâu, cơ hồ đã bị đánh xuyên qua. Tổn thương thành như vậy, thánh khí này xem như hoàn toàn bị hủy. Cửu Uyên cũng giống như đã chết, thân hình cứng ngắc nằm trên liên thai, trên người không còn dấu hiệu sinh cơ, nhưng lại vẫn chưa chết. Ba Mộc nói, đây là một loại trạng thái chết giả thật lợi hại, có lẽ có quan hệ tới thể chất của Thâm Uyên nhất tộc đi, có lẽ đây là thiên phú thần thông của họ. Tuy rằng nhìn qua như người chết, nhưng lực lượng như thị ngã văn của ta lại minh xác nói cho ta biết hắn vẫn còn sống. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nói. Thâm Uyên bộ tộc chính là chủng tộc xuất hiện sớm nhất trong thiên vũ giới. Hơn nữa Cửu Uyên đại nhân đã sớm trở thành cường giả giới vương cảnh, còn tham ngộ nhiều năm như vậy. Trong mọi người, thực lực của hắn cực mạnh, có lẽ không có việc gì. Vi Thanh cũng hôn mê, hai tay hắn vây quanh thân thể, tựa hồ trước khi hôn mê đang liều mạng bảo hộ gì đó. Theo hình thái mà xem, hẳn là âm dương nhị khí bình. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Nhặt lên vài mảnh nhỏ ngân sắc trên người Vi Thanh, cầm trong tay quan sát liền hiểu ra. Là âm dương nhị khí bình bảo hộ Vi Thanh giữ mạng, nếu không bằng vào tu vi của hắn tuyệt không khả năng sống sót. Lý Vân Tiêu dò xét thân thể Vi Thanh, không khỏi cau mày, chỉ thấy tuy trên người Vi Thanh vẫn còn ma đằng vây quanh, nhưng ma khí hoàn toàn không có, như là vật chết. Hắn thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ hiết đại nhân? Trong lòng Lý Vân Tiêu nghĩ ra được cảnh tượng lúc đó. Có lẽ Vi Thanh tế ra âm dương nhị khí bình chắn ngang trước người mình, còn rút lực của ma yết hóa thành khải giáp phủ lên người hắn. Ma yết dù không muốn cũng phải làm, không nghĩ tới tinh tuyền bảo quá đáng sợ cho nên bảo bình lẫn ma yết vì bảo hộ Vi Thanh nên đã tử vong, nhưng nhờ vậy Vi Thanh mới sống sót. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, mặc dù có chút chê trách với cách làm của Vi Thanh,
nhưng nghĩ tới tính cách của hắn chính là như vậy, cũng không có thêm ý kiến gì. Huống hồ Vi Thanh còn sống vẫn tốt hơn một thánh ma ma giới còn sống. Lý Vân Tiêu nhìn qua Sa Vưu, nói. Lão Long, ngươi không sao chứ? Tuy trạng thái không bằng Lý Vân Tiêu, nhưng Sa Vưu vẫn miễn cưỡng còn thanh tỉnh, nằm trên liên thai nhìn lên bầu trời hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi còn ở đó thảnh thơi, Lục Xí đâu? Lục Xí đã chết rồi sao? Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, như bị điện giật. Sau khi tỉnh lại lâu như vậy mà hắn lại đem chuyện trọng yếu nhất quên mất. Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn lên sao trời vô tận, nhưng không thấy thân ảnh Lục Xí, liền nhìn qua Ba Mộc. Ba Mộc lắc đầu nói. Sau khi các ngươi tiến vào lục đạo không gian, ta luôn chú ý giới khanh, không có bất kỳ dị tượng. Cho tới khi các ngươi đi ra, chính là tình huống hiện tại. Hai chết bốn tổn thương, còn có hai không tung tích. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, thất thanh hô. Nguy rồi, Lục Xí nhất định chưa chết, nếu hắn bỏ trốn thì phiền toái lớn. Sắc mặt Ba Mộc chìm xuống, tràn đầy lo lắng. Trốn, ngươi cho rằng bổn tọa là đám lâu la các ngươi sao? Một thanh âm lạnh băng từ trong giới khanh truyền ra, không chút tình cảm, khiến người run lên. Theo sau thân ảnh Lục Xí chậm rãi xuất hiện từ trong hư vô. Pháp tướng bốn đầu tám tay đã không còn, chỉ còn lại thân thể đại yêu. Lục Xí đi tới từng bước một, khuôn mặt dữ tợn biến thành bình tĩnh. Sáu đạo ma binh cũng biến mất, không biết bị hắn thu lại hay đã xảy ra vấn đề. Trên thân thể đại yêu, từng chồng bạch cốt không ngừng tuôn ra, nhìn qua như áo giáp vây quanh người Lục Xí, nhưng lúc này đã nhiễm máu tươi. Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xí, thần sắc tức giận lẫn âm trầm. Khí tức trên người Lục Xí đã khác hẳn một trời một vực so với lúc trước, xem ra vừa rồi dùng tinh tuyển bảo chính hắn cũng trọng thương rất nặng. Ngươi còn dám xuất hiện. Lý Vân Tiêu giận dữ, nhưng khi thân hình thoáng động toàn thân vô cùng đau nhức, sắc mặt trắng bệch. Ngươi nên hỏi những lời này hẳn là ta đi. Lục Xí cũng lạnh lùng nhìn hắn, nói. Nhặt về một mạng lại không trốn, thật vượt ngoài dự kiến của bổn tọa. Nhưng cũng tốt, phiền toái cùng nhau giải quyết. Nếu để cho ngươi cùng chân long kia chạy thoát, có trời mới biết sẽ rước lấy bao nhiêu phiền phức cho bổn tọa. Có thể đem ta bước tới hoàn cảnh như bây giờ, thật sự làm cho ta cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn đâu. Thần sắc Ba Mộc tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể thay đổi, hết thảy vẫn dựa theo quỹ tích như trước vận chuyển. Hắn nhớ tới lời tiên đoán của Nhu Vi, trong mắt bắt đầu lộ vẻ tuyệt vọng lẫn chua xót. Lão bất tử kia đừng ở đây gieo rắc cảm xúc bi quan. Bổn tọa còn chưa có chết đâu. Sa Vưu bật lên khỏi liên thai, vết thương trên người lại vỡ ra, vô số long huyết chảy xuống. Nhưng thần sắc hắn tràn đầy sát khí, hai tay siết chặt, nhìn chằm chằm Lục Xí, lại liếc Lý Vân Tiêu, nói, có tin tưởng không? Lý Vân Tiêu làm gì còn tin tưởng, nội tâm hắn tràn đầy bi thương, tuy lực lượng Lục Xí không bằng lúc trước, nhưng bọn họ cũng không cách nào đối kháng. Sa Vưu lớn tiếng mắng. Bổn tọa đang hỏi ngươi đâu, nói chuyện a, trả lời ta, trong lòng Lý Vân Tiêu vừa động, nhiệt huyết chợt dâng lên. Sa Vưu nhíu mày, cười lạnh nói. Ngươi không phải đang tuyệt vọng đi, nhận thức ngươi lâu như vậy, tuy rằng ngươi đê tiện ác kém lại vô sỉ, háo sắc đáng khinh kiêm hạ lưu, nhưng còn có một điểm luôn làm cho ta rất bội phục, đó chính là tinh thần vĩnh không chịu thua. Con mẹ nó, trước kia lão tử chưa từng nhìn thấy ngươi nhận thua qua. Nhưng sao ngươi lại thay đổi? Sa Vưu châm chọc nói. Lần trước trong Hóa Long Trì, ngươi bị giận vũ đánh ra cả phân liền buông tha, còn cầu xin tha thứ. Lúc ấy ta thật sự vô cùng kinh ngạc, đây là Lý Vân Tiêu, cổ phi dương mà ta nhận thức sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày mắng. Con mẹ nó, ngươi mới bị đánh ra phân, ngươi mới cầu xin tha thứ. Ta chỉ tận khả năng kéo dài thời gian, ổn định địch nhân, thực hiện chiến thuật chiến lượng thay đổi. Dùng lời nói cùng kế sách cảm động đối phương, cảm hóa đối phương. Chiến thư có nói, công thành tâm lý chiến làm đầu, chẳng lẽ tên trí chướng như ngươi chưa từng nghe qua sao? Tốt lắm, tốt lắm. Sa Vưu đau đầu, một tay ôm đầu một tay xua xua cắt đứt lời của hắn. Đừng nhiều lời với ta không muốn giảng đạo lý với ngươi, trên đời này không có ai giảng được với ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi lựa chọn buông tha hay vĩnh viễn không nhận mạng, cho tới chết. Lý Vân Tiêu nhếch môi cười ha ha, nói. Chỉ cần là chuyện mà ta nhận định, bất kể có phải là vận mệnh hay không. Mặc dù có chết, nhất định cũng phải làm cho được.
theo một tiếng giống to, thương thế trên người hắn đều băng mở, máu tươi kích bắn ra ngoài. Nhưng hắn giống như đã quên đau đớn, giới thần bi lóe ra mi tâm, tản mát ra quang mang mỏng manh. Tâm thần hắn vừa động, lúc này mới phát hiện giới thần bi cũng trọng thương, sơn hà phá nát, linh khí biến mất. Tay phải hắn chộp tới, thủy chủ trầm phù hiện trong tay, linh quang ảm đạm, tựa hồ không còn sinh cơ. Ha ha ha, tốt, tốt. Sa Vưu cười điên cuồng, năm ngón tay vỗ ra, thế giới kiếm xuất hiện, đồng dạng chỉ thẳng vào Lục Xí. Tuy chân khí hai người không mạnh, nhưng khí thế tuyệt cường khiến Lục Xí sửng sốt, khuôn mặt lo lắng. Các ngươi đã khăng khăng muốn chết, vậy thì thành toàn hai tên ngu xuẩn các ngươi. Thân ảnh Lục Xí chợt lóe, xông lên pháp hoa liên thai, bạch cốt trong tay hóa kiếm, suy một tiếng liền chém xuống. Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu đồng thời vung kiếm nghênh đón. Oanh! Ba thanh kiếm va chạm, tuy rằng bắn ra vầng sáng rất mạnh nhưng so với lực lượng chém giết hủy thiên diệt địa khi trước quả thật lại yếu kém. Ba người đồng thời bị chấn khai, chẳng qua Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu bị bật xa hơn một ít. Hai người tuy khiếp sợ nhưng đồng thời cũng mừng rỡ, trong mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói, thật yếu a, có thể thắng. Sa Vưu cũng gật đầu, theo sau vũ động thanh kiếm xông lên. Trong lòng Lục Xí phẫn nộ. Hắn thật sự tiêu hao thật lớn, thậm chí cũng không duy trì được pháp tướng. Hơn nữa tuy sáu đạo ma binh vẫn còn có thể sử dụng, nhưng không hoàn toàn phát huy được uy lực, tương đương binh khí bình thường, thay vì như vậy còn không bằng dùng chính cốt kiếm trong người hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Vân Tiêu cắn răng lao tới. Phanh, phanh, phanh. Ba người bắt đầu so đấu kiếm thuật trên hư không, từng đạo kiếm quang như khổng tước xòe đuôi kích bắn khắp bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu rơi vào thế hạ phong, mỗi lần vận kiếm lại có máu tươi kích bắn, thân hình như huyết nhân, thương thế không ngừng tăng thêm. Nhưng Lục Xí cũng không tốt hơn bao nhiêu, cốt giáp toàn thân đỏ tươi, giống như đang không ngừng rút đi máu huyết của hắn, sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt. Sa Vưu đột nhiên nhảy ra ngoài, đặt thế giới kiếm trước ngừa, hai tay không ngừng khắp quyết. Một tiếng long ngâm dựng lên, kiếm quang chợt lóe hóa thành long ảnh bay lên không hướng Lục Xí đánh tới. Cái gì? Lục Xí chấn động, không nghĩ tới đối phương còn có thể thi triển tuyệt kỹ như vậy, cốt kiếm dựng lên mạnh chém xuống. Oanh long! Một kiếm chém lên long ảnh, Lục Xí bị đánh bay ra ngoài, trên bầu trời phun đầy máu tươi. Long ảnh cũng biến thành thế giới kiếm rơi xuống dưới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, biết Sa Vưu không ổn, nếu không sẽ không bỏ mặc thế giới kiếm rơi xuống như thế. Ba Mộc cũng đã phát hiện dị thương. Lăng không chộp tới đem thế giới kiếm lẫn Sa Vưu thu vào liên thai. Chỉ thấy Sa Vưu không ngừng phun máu, hai mắt trừng lớn lộ hung quang, trong miệng thì thào không biết đang nói gì. Ba Mộc vội nói. Ngươi đừng nói chuyện, để ta giúp ngươi chữa thương trước. Nhất thời trên hai tay hiện ra kim quang, chậm rãi rót chân nguyên vào người Sa Vưu. Lý Vân Tiêu chứng kiến cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nói, lão Long, ngươi an tâm nghỉ ngơi điều dưỡng gì, chuyện kế tiếp thì giao cho ta. Quanh thân hắn dần ngưng tụ một mảnh cương phong, hóa thành ngạc ngư nhào lên vai hắn, cùng nhau nhìn chằm chằm Lục Xí. Ngạc ngư chỉ có thực lực tạo hóa cảnh, nhưng giờ phút này bất chấp hết thảy, có còn hơn không? Đáng chết, đầu long chết tiệt kia dám đánh ta bị thương. Cốt giáp trên người Lục Xí bị một kích đánh vỡ, hiện lên nhiều khe nứt, tựa hồ đã kích không nhỏ. Tổn thương ngươi tính cái gì? Ta còn muốn giết ngươi đâu? Lý Vân Tiêu đi về phía trước, ngạc ngư rít gào. Đột nhiên lao tới, thân hình chướng lớn phun ra một đạo phong nhận chém tới. Phế vật mà cũng dám tới, quả nhiên là cạn kiệt rồi sao? Lục Xí rút kiếm chém ra, kiếm mang theo huyết sắc, rõ ràng bị thương không nhẹ. Oanh! Phong nhận bị chém vỡ, kiếm thế đánh lên người ngạc ngư, đem hắn chém thành hai nửa. Lý Vân Tiêu thừa cơ thuấn di lao tới, đem chút chân nguyên còn sót lại truyền vào trong kiếm, trên kiếm hóa ra thanh sắc long ảnh. Chính là chân long chi hồn, theo đại kiếm rít gào giáng xuống. Oanh! Lục Xí kinh hãi nâng kiếm đón đỡ, hồn phách xuyên thấu qua cốt kiếm đánh lên cốt giáp, đem phòng ngự hoàn toàn đánh tan. Răng rắc! Cốt giáp không ngừng vang ra tiếng nứt vụn, Lục Xí phun máu bay ngược ra xa mấy ngàn trượng. Giờ phút này toàn thân hắn đẫm máu, bạch cốt xung quanh cơ hồ gãy vỡ hơn phân nửa, còn lại đều bị nứt nẻ, vô cùng thê thảm. Nhưng thần sắc hắn vẫn kiên nghị không ngã. Tay cầm cốt kiếm lóe ra kiếm quang, ha ha ha, Lý Vân Tiêu. Có bản lĩnh lại thêm một kiếm thứ hai a. Lý Vân Tiêu hao hết chân nguyên, thủy chủ trầm phù ảm đạm,
không còn lực xuất kiếm liền bị Lục Xí nhìn thấu. Nếu không xuất kiếm, tới phiên ta giết ngươi. Trên mặt Lục Xí đầy máu tươi, nhưng trong mắt hiện vẻ hưng phấn, đi từng bước tới trước mặt Lý Vân Tiêu, chỉ cần quét sạch đám rác rưởi các ngươi, trong hai giới không còn ai ngăn cản ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vung lên, thanh kiếm biến mất, hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập kháp ra lôi ấn. Bùm bùm cách cách, một đạo thanh lôi hiện ra trong tay, lôi quang bắn ra bốn phía. Lục Xí khựng lại, cười ha hả. Ha ha ha, một đời giới vương, làm sao vậy? Suy yếu như thế, thậm chí không ngưng tụ được tử lôi sao? Chỉ có thanh lôi chơi đùa, là muốn điểm đèn cho mình trước khi chết. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng khổ tâm, không ngừng vận chuyển chân nguyên muốn hóa tử lôi, nhưng làm gì còn chút chân nguyên nào. Lôi quang không ngừng lóe ra, nhưng không thể chiết xuất thành tử lôi. Ha ha ha, quả nhiên là đồ chơi của tiểu hài tử, đây là chí tử bất khuất của ngươi sao? Không có thực lực chống đỡ, chung quy chỉ là chuyện cười, làm trò cười cho người khác. Trong mắt Lục Xí phát lạnh, cốt kiếm vung lên, yêu khí thao thiên nhất thời hội tụ, một mảnh kiếm giới mở ra. Đại Phạm Thánh Kiếm. Sắc mặt Lục Xí ngưng tụ, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm mang bị nhuộm thành màu đỏ vì nhiễm máu, giống như dạng mây đỏ lướt qua vũ trụ. Sắc mặt Ba Mộc ảm đạm, thở dài một tiếng nói. Thiên đạo miểu miểu, vạn vận như con kiến, chung quy không thể sửa. Đột nhiên bàn tay hắn bị lôi kéo, Sa Vư bắt được cổ tay hắn, mạnh mẽ nhổm người, há mồm liền mắng, vừa rồi, ta, đã nói qua, lão bất tử ngươi, đừng luôn nói, những lời ủ rũ, ảnh hưởng tâm tình, bổn đại gia. Nói xong một câu đứt quãng hắn lại té xuống, tiếp tục phun máu tươi. Ba Mộc nhìn hắn thở dài một hơi, nguyên bản cũng không muốn trị liệu, dù sao kết quả vẫn là chết. Nhưng ý niệm chợt sinh, vẫn vươn tay ra tiếp tục đem chân nguyên của mình rót vào trong cơ thể Sa Vưu. Lúc này Lý Vân Tiêu vô cùng yên lặng, vẻ mặt không chút diễn cảm, không ngừng cố gắng ngưng tụ trưởng tâm lôi đình. Mặc dù là thân thể của hắn cũng bắt đầu hóa thành lôi quang, muốn dung nhập vào trong tử thanh song sắc lôi. Giờ này phút này hắn đã không còn nghĩ tới kết cục, không muốn nghĩ chuyện quá khứ, chỉ chuyên chú tụ lôi. Đột nhiên trong lòng hắn vừa động, một thanh âm vang lên bên tai. Đồng tử hắn co rụt lại, kinh ngạc nói, tiểu thanh. Thanh âm kia đúng là của tiểu thanh truyền tới, nói, ngươi làm như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, để cho ta giúp ngươi một tay đi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nhưng thương thế của ngươi, tiểu thanh lạnh nhạt. Nếu ngươi chết, ta cũng khó tránh một kiếp. Dứt lời, không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, hắn liền biến mất khỏi giới thần bi, trực tiếp phụ lên người Lý Vân Tiêu. Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, chỉ cảm thấy lôi năng lan tràn khắp người, bản thân cảm ứng thiên địa lôi đỉnh càng tăng thêm một tầng. Bùm bùm cách cách, song sắc lôi quang trong lòng bàn tay liền biến thành màu tím, lôi năng cường đại đột nhiên tản ra, trực tiếp ngưng tụ thành lôi tinh khâu quanh người hắn, hơn nữa từng vòng phát tán, hiện ra sắc thái bất đồng, hơn cả trăm vòng như thế. Cái gì? Đồng tử Lục Xí đột nhiên co rụt lại, kinh hãi, điều này không khả năng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, khóe môi cười lạnh, khôi phục lại tư thế ung dung bình tĩnh như trước, người nhất định thập phần không cam lòng, cảm thấy phi thường tiếc nuối đi. Mặc dù là thiên giới chi chủ, trải qua cuộc chiến hôm nay chung quy phải hóa thành bụi đất. Đột nhiên bên ngoài giới khanh thiên địa nổ vang, tản mát ra ánh sáng kỳ dị đan xen thành một mảnh lôi điện chi hải, cùng lôi tinh khâu trong giới khanh chiếu rọi lẫn nhau. Trong khoảnh khắc vạn lôi tề tụ, một cỗ uy lực khổng lồ chưa từng có buông xuống, rơi vào bên trong giới khanh. Ba Mộc kinh ngạc há to mồm, nhìn lôi điện chớp nháy, chẳng những là giới khanh, cả nam vực đều đắm chìm trong một mảnh lôi điện mênh mông đại hải. Giờ khắc này toàn bộ cường giả được Đinh Linh Nhi cứu đi đều đang hội tụ trong thánh vực, trước đó còn có thể thông qua thủy kính chứng kiến cuộc quyết chiến, nhưng khi sát trận cùng Lục Xí giao thủ lần đầu tiên đã trời sụp đất nứt, toàn bộ hình chiếu bị phá hủy, hoàn toàn không còn biết rõ tình huống. Ngay lúc mọi người còn đang nôn nóng bất an, bầu trời nổ vang tiếng sấm. Trong khoảnh khắc hóa thành tử sắc đầy trời, từng đạo lôi quang xuyên toa giữa không trung bay đi. Không chỉ Nam vực cùng Thánh Thành, Tây vực, Bắc vực, thậm chí trên tứ hải nơi nào cũng tràn đầy sấm sét, lôi quang khủng bố không ngừng giáng xuống. Tựa hồ thiên vũ giới đang phẫn nộ rít gào, đấu tranh với quỹ tích vận mệnh. Lục Xí cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nội tâm hô to nguy hiểm, nhưng vẫn không kịp thối lui, chỉ có thể kiên trì đem toàn bộ lực lượng rót vào trong kiếm. Mạnh mẽ đâm vào trong vạn lôi.
Lôi quyết mạnh mẽ vỗ xuống, Lý Vân Tiêu quát. Vạn lôi kiếp thiên địa quy nguyên, oanh long long. Vạn lôi giáng xuống, Lục Xí bị cắn nuốt vào, toàn thân như dừng hình ảnh trong lôi đình, khó thể nhúc nhích mảy may. Sắc mặt Ba Mộc kinh hãi hô. Không tốt. Cả giới khanh đều phát ra tiếng oanh long long, tựa hồ như bị tạc vỡ. Hắn vội vàng khống chế pháp hoa liên thai muốn trốn vào hư không nhưng kinh hãi phát hiện bốn phía đều là lôi giới, căn bản không thể trốn, chỉ kiên trì hóa thành độn quang vội vàng bay nhanh tránh né. Oanh long long. Ngay khi pháp hoa liên thai bay ra khỏi giới khanh không lâu, cả giới khanh đột nhiên nổ tung, hố sâu khủng bố lan tràn khắp cả nam vực. Chấn động lần này mặc dù là ở ba vực còn lại đều cảm ứng. Mọi người chỉ cảm thấy thiên sầu địa thảm, giống như tứ cực nổ tung, nhất thời như sắp băng mở. Mà ở trung tâm giới khanh, Lý Vân Tiêu đứng đối diện Lục Xí, ngược lại thập phần yên lặng, không để ý tiếng động lớn rầm rĩ bên ngoài. Lục Xí ngây dại nói. Ngươi thắng. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta rốt cục, tự do. Lục Xí nói. Thiên đạo lựa chọn cuối cùng là ngươi, không phải ta. Lý Vân Tiêu nói. Kỳ thật cho tới bây giờ thiên đạo cũng chưa từng lựa chọn ai. Tất cả chuyện này đều do chính ngươi và ta lựa chọn. Lục Xí lặng người, thoáng giật mình, hai tay khắp quyết, nói, thiên địa sinh ta, giờ phút này duyên hết, tự nhiên trả lại thân thể của ta. Dưới lôi quang chiếu rọi, thân hình Lục Xí đột nhiên sáng lên, phân chia thành 6 đạo quang đoàn, tản ra trong giới khanh, kích bắn 4 phía. Lý Vân Tiêu lặng lặng nhìn tất cả cảnh này, biết hết thảy đều kết thúc. Rốt cục hắn được tự do. Cảm xúc mệt mỏi vô hạn xâm nhập tới, trong lòng hắn trống rỗng, hắn nhắm mắt lại hôn mê, rơi vào tận sâu trong giới khanh. Mấy năm sau, thiên vũ giới đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ có nam vực hóa thành mảnh đất khô cằn, toàn bộ linh khí tiêu tán, biến thành địa phương hoang vắng. Toàn bộ võ giả đều quay về tông môn xưa kia của chính họ. Thiên vũ giới lại có khí tượng mới, ngoại trừ nam vực. Tam vực còn lại đều phát triển vui sướng hướng vinh. Nhưng bởi vậy sản sinh không ít tranh chấp, đặc biệt khi thời đại 7 thế lực lớn cùng Nam Bắc Thương Minh kết thúc, thế lực trong tam vực lại tẩy bài lần nữa. Nhưng cả thiên hạ đều được một cỗ lực lượng rất mạnh dẫn đường, đâu vào đấy phát triển. Những hành vi tiểu đà tiểu nháo cũng không ai đi can thiệp. Bắc vực, Tinh La Thành, Tô Gia. Hơn 10 võ giả ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt trầm trọng, không khí áp lực lan tràn, không ai lên tiếng. Việc này chúng ta quyết không thể đáp ứng. Một lão ẩu mặc áo trắng đứng lên, thiết quải màu đỏ trong tay đập mạnh xuống đất, nổi giận nói. Cửu Dương thần thể chính là một trong mấy đại thần thể chí cường trong truyền thuyết, muôn đời khó gặp. Nghe đồn chỉ có sư tỷ Lạc Vân Thường của đương kim thần Tiêu Cung cung chủ Hàn Quân Đình đại nhân có bảo thể này, hơn nữa thành tựu không thể hạn lượng. Há có thể để cho tiểu tử Trần Thiên Âu phá hủy? Một lão giả bên trái nói. Nhị tỷ. Bội Thanh là cháu gái của ta, việc này ta cũng không muốn. Nhưng Xế Lôi Tông mạnh mẽ cường đại, nếu chúng ta không đáp ứng chẳng những Bội Thanh khó tránh, ngay cả Tô Gia chỉ sợ không giữ được. Lão ẩu nổi giận nói. Giữa ban ngày lanh lảnh càn khôn há có chuyện lấn nam bá nữ như vậy. Chẳng qua chúng ta đi Lam Tuyết Thánh Thành cáo trạng đi. Ta cũng không tin việc tồi tệ như vậy Thánh Thành sẽ bỏ qua mặc kệ. Lão giả kia thở dài nói. Ai? Chỉ sợ đi cũng không đi được Thánh Thành, ngươi không phải không biết lực lượng của Xế Lôi Tông, cả Tinh La Thành đều lấy bọn hắn làm chủ. Phàm là đồ vật bọn hắn muốn lấy, chẳng phải đều tới tay. Còn nữa, chúng ta đi Thánh Thành cáo trạng, có nhận thức ai không? Xế Lôi Tông chủ Lôi Bá từng tu luyện 10 năm tại Viêm Võ Thành, quan hệ thân mật với nhiều cường giả thánh vực hiện tại, người đi cáo trạng, làm không chuẩn bản thân phải chết. Sắc mặt lão ẩu giận dữ, dậm chân nói. Chẳng qua đồng quy vô tận. Tô gia chủ Tô Mặc luôn ngồi trên chủ vị không hé răng, lúc này rốt cục không nhịn được trách móc, nói lời ngu xuẩn gì vậy. Lão ẩu bật khóc, nức nở nói. Đại ca, chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn Bội Thanh bị Lôi Mãng lãng phí sao? Nghe nói Lôi Mãng rốt nát, cả ngày ăn chơi đàng điếm, tuy thiên phú không tệ nhưng cho tới nay vẫn chỉ là vũ hoàng cảnh bát tinh, chỉ sợ vĩnh viễn dừng trong cảnh giới này. Lôi Bá vì muốn đứa con phế vật trùng kính Vũ Tôn mới đánh chủ ý với Bội Thanh chúng ta. Bội Thanh có Cửu Dương thần thể, tiền đồ bừng sáng, tuyệt không thể bị tên ăn chơi trác táng kia làm hỏng a. Bà vừa nói vừa khóc khiến tâm tình mọi người đều buồn bực, trong lòng uất nghẹn nhưng không biết nên làm gì. Lấy thực lực Tô gia muốn đấu với Lôi gia chẳng khác gì dùng trứng ném vào tảng đá.
Tô Mặc khiển trách. Đừng khóc, trong chúng ta có ai muốn Bội Thanh gả cho hỗn tiểu tử kia? Nhưng ngươi có biện pháp nào? Thân là tộc trưởng, ta phải lấy đại cục làm trọng, bảo trụ huyết mạch kéo dài mới là nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng chuyện của Bội Thanh ta cũng sẽ tận lực nghĩ biện pháp, mấy ngày trước ta đã phái người đi Thần Tiêu Cung, hy vọng người của Thần Tiêu Cung nể tình Bội Thanh là Cửu Dương thần thể cứu nàng một mạng. Lão ẩu mừng rỡ nói. Thật sao, ha ha, thật là tốt quá. Vị lão giả mở miệng trước đó cũng tươi cười, vuốt râu nói. Nếu Thần Tiêu Cung biết Bội Thanh là Cửu Dương thần thể, nhất định sẽ phái người tới đón nàng đi. Tới lúc đó cho dù Xế Lôi Tông chất vấn, chúng ta cũng có lý do thoái thác, có bản lĩnh đi tìm Thần Tiêu Cung đòi người đi, ha ha ha. Trong đại sảnh, sắc mặt mọi người đã khá hơn, đều lộ nụ cười. Tô Mặc nói, việc này tạm thời đừng quá mức lạc quan, tuy ta dặn Tô Đạt đi đường suốt đêm, nhưng nhanh nhất phỏng chừng ngày mốt mới có kết quả. Cái gì, Tô Đạt? Đột nhiên một lão giả đại biến kinh hãi hô. Tô Mặc nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt lão giả trắng bệch, nói, gia chủ đại nhân xác định là phái Tô Đạt đi sao? Vẻ mặt Tô Mặc tức giận, hừ nói, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Lão giả kia vỗ mạnh lên đùi, bật dậy nói. Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy Tô Đạt từ trong Xế Lôi Tông đi ra, còn tưởng là có chuyện gì, cho nên không nghĩ nhiều. Cái gì? Tô Mặc cả kinh, chén trà trong tay rơi xuống đất, ngơ ngẩn nói, không có khả năng. Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Lão giả kia thở dài. Ai, tộc trưởng đại nhân nói gì vậy? Sao ta có thể nhìn lầm huynh đệ của mình? Tô Mặc mắng to. Đáng chết, Tô Đạt, ngươi dám phản bội Tô gia. Đột nhiên một trận tiếng cười to từ ngoài truyền vào, một đám người nối đuôi nhau đi tới, sắc mặt khó xem, mang vẻ mặt nồng đậm sát khí. Lôi Bá. Sắc mặt Tô Mặc đại biến, vừa nhìn thấy người đứng bên cạnh Lôi Bá lập tức biến thành trắng bệch. Nổi giận nói, Tô Đạt, quả nhiên là ngươi. Ngươi là tên phản đồ. Tô Đạt nhanh cười một tiếng, nói. Ta là phản đồ, đại ca, là ngươi phản bội Lôi Bá đại nhân trước, sau đó ta mới phản bội ngươi đi. Nếu không phải ngươi thất tín bội nghĩa trước, sao ta lại phản bội ngươi? Lôi Bá cao lớn vạm vỡ, diện mạo thô lỗ, trợn mắt liền làm người sợ hãi, quát. Tô Mặc, dám hai mặt với ta, ở mặt ngoài đáp ứng ta. Thầm lặng đi tìm Thần Tiêu Cung đối phó ta, nếu hôm nay không cho ta lời công đạo, Tô gia không cần tiếp tục tồn tại nữa. Sắc mặt Tô Mặc đại biến, mà vẻ mặt hơn 10 cao tầng Tô gia cũng xám như cho tàn. Lão ẩu kia hét lớn một tiếng, cả giận nói, khinh người quá đáng. Ta liều mạng với các ngươi. Lão ẩu vung thiết quải, đi tới trước mặt Lôi Bá, điểm thẳng vào cổ họng của hắn. Lôi Bá cười điên cuồng, nói. Ha ha, lão thái bà, muốn chết. Cũng tốt, mượn ngươi giết gà dọa khỉ, miễn cho có người thầm phản bội ta. Năm ngón tay hắn chộp tới, nhất thời có tiếng bão táp vang lên, vỗ mạnh lên thiết quải, oanh long một đạo sấm vang, lão ẩu liền phun máu bay ngược ra ngoài ngã xuống đất. Lần này người Tô gia câm như hến, không còn người nào dám hé răng. Lôi Bá cũng không buông tha, trực tiếp muốn đánh thêm một chưởng lấy mạng lão ẩu, Tô Mặc đột nhiên quát, dừng tay. Người này là tam nãi nãi của Bội Thanh. Nếu ngươi giết bà ấy, chỉ sợ Bội Thanh sẽ ghi hận trong lòng, cũng không tốt cho Lôi gia các ngươi đi. Thân hình Lôi Bá khựng lại, âm thầm cân nhắc liền thu tay về, hừ lạnh nói. Lần này bỏ qua cho ngươi. Tô Mặc tiến tới kéo lão ẩu đứng lên, nói. Mục đích của các ngươi không phải là vì Bội Thanh sao? Ta để Bội Thanh đi với các ngươi. Lão ẩu nghe vậy lại phun ra vài búng máu, ho khan không ngừng. Lôi Bá cười lạnh một tiếng, nói. Hắc hắc, không cần. Lần này ta tới đây còn sợ có ngoài ý muốn, cho nên tự mình mang nàng đi là tốt rồi. Khuyển tử đã đi vào hậu viện tìm Bội Thanh, trước cho bọn họ tăng tiến chút cảm tình cũng tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Mặc giận dữ nói. Ngươi lại tùy ý tự tiện xông vào Tô gia chúng ta. Lôi Bá lạnh lùng nói. Nếu Tô gia ngươi thành thật, ta tự nhiên cũng sẽ xem quy củ, nếu đùa giỡn đa dạng. Đừng trách bổn tọa dùng thủ đoạn lôi đình. Lão ẩu ho ra máu, nổi giận mắng. Các ngươi làm như vậy sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Việc này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đăng báo thánh vực, làm cho thánh vực tới xử quyết các ngươi. Ha ha, thánh vực xử quyết. Trong mắt Lôi Bá hiện lên vẻ trào phúng, hừ lạnh nói. Đừng quên, năm đó bổn tọa ở Viêm Võ Thành tu luyện 12 năm,
thậm chí còn gặp qua Vân Tiêu Minh Chủ mấy lần ở xa xa. Hiện tại người quản lý thánh vực đều là bạn tốt chí giao của bổn tọa năm đó, nếu ngươi đi thánh vực, đơn giản là tự tìm đường chết mà thôi. Người Tô gia nghe vậy, nhất thời mặt mày tái nhợt. Đột nhiên một gã đệ tử Lôi gia chạy vào ôm quyền nói. Tông chủ, chúng tôi tìm khắp hậu viện nhưng không thấy tiểu thư Bội Thanh. Nghe nha hoàn nói sáng sớm hôm nay tiểu thư đã ra ngoài đi dạo. Đi dạo. Lôi bá sửng sốt, lập tức khoát tay nói, đã không còn sớm, dù đi dạo phố cũng sắp trở về, chúng ta đợi chút đi. Dạ. Đệ tử kia ôm quyền nói, ý tứ của thiếu gia cũng nên chờ một chút. Giờ phút này bên ngoài Tô gia, Tô Bội Thanh vốn không biết chuyện đã xảy ra trong nhà, nàng đang vui vẻ đi trở về. Sau lưng nàng còn có một nha hoàn áo vàng cùng một gã sai vặt vẻ mặt ngu khờ. Gã sai vặt đi đứng lảo đảo, luôn cười không ngừng, bộ dáng cùng thần thái vô cùng ngu ngốc. Bước chân Tô Bội Thanh thập phần nhẹ nhàng, nói. Cuối cùng mua được Tuyền Nhũ Thạch, kế tiếp có thể tìm thuật luyện sư luyện chế dưỡng tâm đan cho Tam Nãi Nãi. Có dưỡng tâm đan, Tam Nãi Nãi có thể trùng kích vào võ đế cửu tinh. Nha hoàn cười nói. Nếu Tam trưởng lão biết được tiểu thư săn sóc như vậy, không biết sẽ cao hứng bao nhiêu đâu. Gã sai vặt cười hắc hắc, đột nhiên nói. Dưỡng tâm đan bát giai không tốt, kỳ thật hộ khí đan thất giai tốt hơn dưỡng tâm đan, chỉ là vì phẩm cấp của dưỡng tâm đan cao hơn một tầng, cho nên mới càng đáng giá. Tô Bội Thanh chớp mắt cười nói. Tiểu ngốc, ngươi lại đang nói hưu nói vượn. Đây là những kiến thức chỉ có thuật luyện sư mới biết, ngươi chỉ là một tên ngốc làm sao mà biết. Ha ha, hắc hắc. Gã sai vặt gãi đầu. Ngây ngốc cười, hắn cũng không biết tại sao mình biết, chỉ buột miệng nói ra mà thôi. Nha hoàn liếc hắn nói. Tiểu thư, ta luôn cảm giác ngốc tử có gì là lạ, tựa hồ biết không ít chuyện. Hay là chúng ta đem những gì hắn nói ghi nhớ, hôm nào đi tìm thuật luyện sư hỏi một chút. Tô Bội Thanh gõ đầu nha hoàn, cười mắng. Chuyện như vậy sao có thể nói giỡn, nếu làm cho vị thuật luyện sư mất hứng thì làm sao bây giờ? Tam Nãi Nãi sẽ mắng chết ta. Nha hoàn nghĩ nghĩ. Nói. Cũng phải, ai, không biết ngốc tử có lai lịch gì, cảm giác có cổ quái. Quản hắn có lai lịch gì đâu, hiện tại hắn đi theo bên cạnh ta, chính là người của Tô gia. Tô Bội Thanh vuốt đầu ngốc tử, cười nói. Yên tâm đi, có bổn tiểu thư ở đây, tuyệt không cho kẻ nào khi dễ ngươi. 3 năm trước đây, một lần đi dạo phố Tô Bội Thanh nhìn thấy ngốc tử rách dưới lôi thôi lưu lạc đầu đường, còn bị nhiều tiểu hài tử ném đá. Cảm thấy hắn đáng thương cho nên nhất thời thiện tâm dẫn hắn về nhà. Không nghĩ tới sau khi tắm rửa lại nhìn thấy ngốc tử thanh tú tuấn nhã, nếu không phải vẻ mặt ngu đần, nhìn qua chẳng khác gì vương tôn công tử. Nhưng đáng tiếc hắn là người ngu, hỏi gì cũng không biết, thỉnh thoảng còn nói ra những lời ngạc nhiên cổ quái. Tô Bội Thanh đã tìm người chữa bệnh cho hắn, nhưng đều kết luận hắn bị phá hủy đầu óc, mất đi ký ức. 5 năm trước. Minh chủ Thiên Vũ Minh Lý Vân Tiêu quyết chiến cùng ma chủ Lục Xí ở Nam Vực, sau khi Lục Xí chết hóa thành 6 đạo linh nguyên rơi xuống đất. Trong đó có một đạo rơi gần Bắc Vực Nam Hỏa Thành, nhất thời làm linh khí trong Nam Hỏa Thành hưng thịnh, trở thành mảnh đất trung tâm Bắc Vực. Mà Tinh La Thành cách Nam Hỏa Thành không xa, đồng dạng nhờ đạo linh nguyên rơi xuống tản ra nên được không ít ưu đãi, khiến cho địa phương vốn không có gì đặc biệt cũng biến thành chạm tay có thể bỏng. 5 năm nay trong Tinh La Thành đã chen vào trên 100 thế lực, trong đó Xế Lôi Tông nhờ vào tông chủ Lôi Bá có tu vi võ đế cửu tinh mà trở thành người đứng đầu. Khi Tô Bội Thanh đi về cách nhà không xa, liền phát hiện trong nhà có khác thường, bị nhiều người vây quanh. Nha hoàn kinh hô, là người của Lôi gia, tiểu thư mau xem trang phục của bọn họ. Sắc mặt Tô Bội Thanh nhất thời trầm xuống, nói, đi, chúng ta từ hậu viện đi vào, ta cũng không muốn gặp người của Lôi gia. Tiểu ngốc tựa hồ cảm nhận được tâm tình của nàng, vội vàng nói, tiểu thư đừng mất hứng, nếu người Lôi gia dám vô lễ với ngươi, ta sẽ đánh chạy bọn hắn. Hắn giơ nắm tay quơ quơ lên. Tô Bội Thanh cười khổ lắc đầu, nha hoàn phì cười nói. Còn nói đánh chạy bọn hắn, cẩn thận bị bọn hắn đánh đâu. Lần trước ta nghe người Lôi gia nói, cả ngày ngươi đi theo sau tiểu thư, bọn hắn sớm chướng mắt ngươi, đã sớm phao tin muốn đánh ngươi đó. Đánh ta. Ta không sợ. Vẻ mặt tiểu ngốc ngạo nghễ nói. Không sợ. Nha hoàn hung tợn nói. Người Lôi gia xấu xa, có lẽ bọn hắn sẽ giết ngươi. Sắc mặt Tô Bội Thanh khẽ biến, khiển trách, Bích Nhi, đừng dọa nạt tiểu ngốc. Giết ta. Khóe môi tiểu ngốc nhếch lên, hài hước cười,
tựa hồ như vô ý thức bật thốt, trong thiên hạ phàm là ai nói qua lời này, đều đã chết rồi. Tô Bội Thanh giật mình nhìn tiểu ngốc nhất thời nói không nên lời. Thanh niên này bình thường nhìn thật ngu ngốc, nhưng lúc này thậm chí có cảm giác như đang liếc nhìn thiên hạ. Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn đẩy Tô Bội Thanh, đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, nói, tiểu thư nhìn choáng váng sao. Hi hi. Nha hoàn cười rộ trêu chọc. Ngươi không phải chú ý ngốc tử chứ? Chậc chậc, nhưng người này ngoại trừ nhìn ngu ngốc, đích thật là tuấn tú. Tô Bội Thanh tức giận gõ lên đầu nàng, nói. Cho ngươi giễu cợt ta. Ngươi nhìn kỹ tiểu ngốc xem, trước kia ta không phát hiện, ngươi có cảm giác hắn rất giống một người hay không? Một người, ai vậy? Nha hoàn nhìn chằm chằm tiểu ngốc một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ nói, gì, tiểu thư vừa nói như vậy thật đúng là có chút giống đâu. Nhưng nhất thời thật nghĩ không ra rốt cục là giống ai. Tô Bội Thanh nghiêm mặt lộ vẻ tôn kính gần từng chữ. Minh chủ Thiên Vũ Minh, Lý Vân Tiêu. A, à, nha hoàn không nhịn được hét to một tiếng. Giật mình nói, tiểu thư vừa nói như vậy thật đúng là có điểm giống đâu. Tô Bội Thanh có chút động dung, nói. 5 năm trước Minh chủ Lý Vân Tiêu của Thiên Vũ Minh quyết chiến với ma chủ Lục Xí tại Nam Vực. Sau đó Lục Xí hóa thành 6 đạo linh nguyên rơi xuống đất, diễn biến ra 6 đại siêu cấp môn phái hiện tại, họ đều chiếm được linh nguyên lực tẩm bổ vì thế cường giả xuất hiện lớp lớp. Mà Lý Vân Tiêu mất tích sau cuộc chiến đó, 5 năm nay Thiên Vũ Minh đã dán bức họa tìm kiếm hắn khắp thiên hạ. Thậm chí còn dán ở Tứ Hải, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Nha hoàn đột nhiên hạ giọng nói. Ta nghe rất nhiều người đàm luận việc này, đều nói Lý Vân Tiêu đã chết. Sắc mặt Tô Bội Thanh khẽ biến, giận chừng mắt nhìn nàng, nói. Lời này tuyệt đối không được nói lung tung, người Thiên Vũ Minh tôn kính Lý Vân Tiêu như thần minh, nếu bị bọn hắn nghe thấy, cả Tô gia sẽ bị ngươi liên lụy xong đời. Nha hoàn sợ hãi vươn đầu lưỡi, hi hi cười nói. Yên tâm đi, lời này ta chỉ nói với tiểu thư. Sắc mặt Tô Bội Thanh trầm xuống, nói. Cũng không cho nói với ta. Trong lòng ta Lý Vân Tiêu là thần minh, nếu ngươi còn nói vậy với ta, mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi, đánh chết mới thôi. Nha hoàn nhìn thấy nàng không giống nói đùa, vội vàng đưa tay che miệng không dám nói tiếp. Tô Bội Thanh liếc mắt nhìn tiểu ngốc, vẫn bộ dạng hớn hở ngây ngốc như trước, nàng thở dài nói. Nếu ngươi thật sự là minh chủ thì tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc ngươi không phải. Nàng u oán thở dài, 3 người âm thầm đi vào hậu viện Tô gia, hướng về tiểu viện của Tô Bội Thanh đi tới. Kết quả vừa đi vào tiểu viện của mình, đã bị người lôi ra bắt giữ. À, các ngươi là... Tô Bội Thanh luống cuống, lập tức nhận ra nam tử diện mạo đáng khinh trước mắt chính là thiếu chủ Lôi gia Lôi Mãng. Dáng vóc của Lôi Mãng béo mập, mặt như đầu heo tràn ngập vẻ hạ lưu. Hắn nhìn Tô Bội Thanh, đôi mắt tì hí lóe sáng cười ha ha nói, nương tử, ta tới đón ngươi về nhà đây. Cái gì nương tứ, đồ không biết xấu hổ, mau thả ta ra. Tô Bội Thanh khẩn trương liều mạng giãy giụa nhưng hai người bắt nàng là cường giả võ hoàng đỉnh, bị hai người áp chế nàng căn bản không thể giãy thoát. Nha hoàn cùng tiểu ngốc cũng bị người bắt lấy. Ha ha ha, kêu la cái gì, nào có đạo lý nương tử chửi mắng trượng phu của mình. Lôi Mãng cười dâm đãng. Nói, ta đã biết, nhất định là vì cảm tình giữa chúng ta còn chưa đủ sâu, hiện tại lập tức nhập động phòng, tăng tiến thêm cảm tình vậy. Ha ha ha, người xung quanh cười như điên, thần sắc dâm ô nhìn Tô Bội Thanh, còn có người nhìn chằm chằm nha hoàn có vài phần tư sắc đang giãy giụa. Vẻ mặt Tô Bội Thanh xám như cho tàn, nàng thông minh lanh lợi, nhìn thấy đám người này tùy tiện xuất hiện trong tiểu viện của mình, trong khi Tô gia bị nhiều người vây quanh ngoài cửa như thế. Hơn nửa giờ phút này Lôi Mãng còn nói chuyện lớn tiếng nhưng trong gia tộc không có chút động tĩnh, hiển nhiên trong nhà đã xảy ra chuyện. Nàng lo lắng cả giận hô. Đám lưu manh các ngươi, rốt cục đã làm gì Tô gia? Lôi Mãng cười to nói. Nguyên lai còn là bảo bối ngoan ngoãn hiếu thuận đâu, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cha ta đi tìm trưởng bối nhà ngươi nói chuyện, hai nhà đều đã thương lượng xong, hôm nay ta sẽ mang ngươi đi. Bất quá vì tăng tiến một chút cảm tình. Vẫn nên động phòng trước rồi hãy cùng ta rời đi. Hắn nhanh cười một tiếng, phất tay nói. Đưa vào trong phòng đi. Hai gã võ giả đang chế trụ Tô Bội Thanh nhất thời hiểu ý, vội vàng kéo nàng lôi vào trong phòng. Sắc mặt Tô Bội Thanh tái nhợt không còn chút huyết sắc, thân hình nhỏ gầy sợ hãi lạnh run, nước mắt tuôn tràn. Nàng biết mình vô lực đấu tranh, thậm chí gia tộc của nàng cũng không biện pháp, đây là vận mệnh của nàng. Tuy rằng nàng còn liều chết giãy giụa,
nhưng lực lượng của hai võ hoàng đỉnh làm sao nàng có thể đối kháng. A, à, buông ra tiểu thư. Tiểu ngốc giấy thoát khỏi hai gã võ giả, đột nhiên vọt tới. Hắn bay lên không bổ nhào về phía trước, đẩy ngã một gã võ hoàng đỉnh té xuống đất. Tiểu ngốc lại nhanh nhẹn bật dậy đánh về hướng gã võ hoàng đỉnh còn lại. Là thằng ngốc này. Sắc mặt Lôi Mãng trầm xuống, mắng. Lão tử đã sớm xem tên ngốc này không vừa mắt, mỗi ngày đi theo sau lão bà của ta. Mẹ nó, nhất là bộ dạng ngu ngốc kia còn tuấn tú hơn cả ta. Vẻ mặt hắn càng thêm khó xem, âm độc nhìn chằm chằm Tô Bội Thanh, lạnh giọng nói, ngươi không thông dâm với tên ngốc này đi. Tô Bội Thanh chảy nước mắt, vừa tức vừa thẹn thùng. Cũng không biết khí lực từ đâu tới, tiểu ngốc mạnh mẽ dùng đầu va chạm đánh bay gã võ hoàng đỉnh khác, sau đó nâng đỡ Tô Bội Thanh, trong miệng không ngừng nói, tiểu thư chạy mau. Như vậy bọn hắn sẽ không đánh được ngươi. Tô Bội Thanh bật dậy bỏ chạy ra ngoài. Hai gã võ hoàng đỉnh thẹn quá hóa giận gào thét lao tới, muốn trực tiếp hạ sát thủ đánh cho tiểu ngốc tan thành 4-5 mảnh. Oanh! Sau lưng tiểu ngốc trúng hai trường, nhưng lại không sứt mẻ chút nào, chỉ lảo đảo tiến tới thuận thế bổ nhào về phía trước, đem Tô Bội Thanh đẩy ngã. Hai người nhất thời nằm úp sấp với nhau, hơn nữa tiểu ngốc còn nằm đè lên người Tô Bội Thanh. A! À, Lôi Mãng nổi giận ôm đầu, đôi mắt đỏ bừng hét lớn, đánh! Đánh chết thằng ngốc này! Đánh chết hắn cho ta. Tô Bội Thanh cũng nằm ngây người không nhúc nhích, cảm giác vô cùng kỳ quái. Tiểu ngốc nhìn thấy mọi người xông lại đánh hắn, lập tức ôm chặt Tô Bội Thanh bảo hộ dưới người, hét lớn, không được đánh tiểu thư. Muốn đánh thì đánh ta, không được đánh tiểu thư. Tô Bội Thanh không thể nhúc nhích, nhưng lại cảm giác có chút cảm động, thậm chí còn có cảm giác an toàn. Vô số quyền cước đánh lên sau lưng tiểu ngốc, hắn vẫn ôm chặt Tô Bội Thanh, không ngừng hô, muốn đánh đánh ta. Đừng đánh tiểu thư. Lôi Mãng nhìn thấy hai người ôm chặt nhau, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình biến thành xanh mượt, hét lớn, ta phải giết ngươi. Hắn gào thét vào tới, mọi người lập tức tránh đường. Tay trái Lôi Mãng khắp quyết, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải hiện ra một đoàn thanh sắc lôi quang, vỗ thẳng vào sau lưng tiểu ngốc, xế lôi trưởng. Tô Bội Thanh kinh hoàng vội vàng muốn đẩy ra tiểu ngốc, hô, chạy mau. Một trưởng này đánh xuống ngươi sẽ chết. Nhưng tiểu ngốc vẫn ôm chặt nàng, hoàn toàn không nhúc nhích. Oanh! Một trường đánh lên sau lưng tiểu ngốc, đột nhiên ngay vị trí một trường đánh xuống hiện ra từng đạo lôi văn, tán phát khắp thân thể tiểu ngốc. Trong khoảnh khắc, toàn thân tiểu ngốc như có điện, nhưng Tô Bội Thanh lại không việc gì. Lôi Mãng trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua lôi quang cùng quang mang lạ lùng như thế. Hơn nữa, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, vẫn cho rằng mình nhìn lầm. Sau lưng tiểu ngốc lại hiện lên mấy trăm lôi phù đủ nhan sắc. Đột nhiên trên bầu trời trong xanh oanh long một tiếng, một đạo lôi quang giáng xuống đánh thẳng lên đỉnh đầu Lôi Mãng, oanh một tiếng đã tạc hắn tan xương nát thịt, thậm chí huyết nhục cũng không còn. A! À, cảnh tượng làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải trong tiểu viện còn lưu lại hố sâu tối đen dài rộng chừng 2-3 trượng, bọn hắn còn cho rằng mình đã nằm mơ bị hoa mắt. Không tốt, không tốt, thiếu gia bị sét đánh chết. Thủ hạ Xế Lôi Tông nhất thời kích động, vội vàng bỏ chạy tứ tán vào đại sảnh bẩm báo. Lôi bá chỉ có một đứa con trai, hơn nữa còn vô cùng bảo hộ, nếu không hắn cũng không đích thân đi giúp con mình cướp nữ nhân, lần này phiền toái lớn. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tô Bội Thanh cũng cả kinh, mãi khi có người quát to nàng mới kịp phản ứng, vội vàng đẩy mạnh tiểu ngốc. Tiểu ngốc nhìn xung quanh, lúc này mới nha một tiếng có chút lưu luyến bỏ lên khỏi người Tô Bội Thanh. Nha hoàn vội vàng chạy tới, thần tình dị sắc chỉ nói, tiểu thư, vừa rồi cùng hắn châm sai người. Sắc mặt Tô Bội Thanh trầm xuống, lạnh giọng nói. Nếu ngươi còn dám nói bậy, ngày mai ta sẽ gả ngươi cho Lại Nhị trong hiệu cầm đồ. Lại Nhị thèm nhỏ dãi ngươi lâu rồi. Nha hoàn đại biến vội vàng che miệng không dám nói lung tung. Chuyện trời giáng Lôi Đình đánh chết Lôi Mãng rất nhanh truyền vào đại sảnh, trong khoảnh khắc toàn bộ cường giả đều chạy tới. Đôi mắt Lôi Bá trừng thật lớn, nhìn chằm chằm hố sâu trong viện, thật lâu mới phục hồi tinh thần lạnh giọng hỏi, con ta đâu? Tiếng chất vấn thập phần thê lương bi phẫn, đừng nói là đám thủ hạ, dù là người Tô gia đều đại biến. Tô Mặc ra dấu cho mọi người chuẩn bị đề phòng Lôi Bá bạo tẩu. Một đệ tử Lôi gia nơm nớp lo sợ nói. Thiếu gia, đã tan xương nát thịt, huyết nhục cũng không còn tồn tại. A! À, Lôi Bá ôm đầu. Đôi mắt đỏ bừng giận dữ hét.
không có khả năng, vì sao thiên lôi chỉ bổ chúng con ta, lại không phách các ngươi? Nhất định là Tô gia các ngươi thiết kế hại chết con ta. Lôi bá nhìn chằm chằm Tô Mặc, hung hăng theo dõi hắn. Tô Mặc đã đem sự tình hỏi rõ ràng, vội vàng ôm quyền nói, Lôi tông chủ hiểu lầm, sự tình là như vậy. Hắn lập tức đem nguyên do nói qua một lần, chỉ vào tiểu ngốc nói, đều là vì ngốc tử cho nên làm lệnh công tử bị lôi đình đánh trúng, thật sự không quan hệ gì với Tô gia chúng ta. Ngốc tử! Lôi bá chỉ vào tiểu ngốc tràn đầy hung quang, là ngươi hại chết con ta. Sắc mặt Tô Bội Thanh đại biến, nàng biết ý tứ của tộc trưởng, hy vọng đem trách nhiệm đẩy lên người tiểu ngốc, phủi sạch quan hệ với Tô gia. Không phải, không phải. Tô Bội Thanh vừa mở miệng đã cảm thấy sau lưng bị người điểm một cái, trực tiếp làm nàng không cách nào hé răng. Sau đó một bàn tay già nua giữ lấy nàng, làm ra bộ dạng như nâng đỡ, nói, Bội Thanh, người mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chính là lão ẩu kia. Trong lòng Tô Bội Thanh khẩn trương, biết Tam nãi nãi cũng có ý nghĩ như vậy. Tuy rằng bà quan tâm mình, nhưng lại không quan tâm tiểu ngốc, ở trước mặt lợi ích gia tộc. Tự nhiên không chút do dự lựa chọn hy sinh ngốc tử. Lôi bá chỉ vào Lý Vân Tiêu, chậm rãi đi tới, lạnh giọng nói. Tên ngốc tử này, dám hại chết con ta. Tiểu ngốc cương quyết nói. Ai bảo hắn khi dễ tiểu thư, ai khi dễ tiểu thư ta đánh người đó. Người xung quanh đều thầm thở dài, người Tô gia hớn hở, ngốc tử đúng là ngốc tử, lại đi nhận tội, lần này hắn hẳn là phải chết. Được, ngươi làm hại con ta bị thiên lôi đánh chết. Ta cũng muốn dùng lôi đình đánh chết ngươi. Lôi bá điên cuồng hét lên, khí thế nháy mắt nổ tung. Lực lượng võ đế đỉnh hội tụ trong lòng bàn tay, nhất thời gợi lên hiện tượng thiên văn, truyền ra tiếng lôi đình gầm rú. Tiểu ngốc có chút sợ hãi lui ra phía sau. Nhưng làm sao có thể tránh thoát, lôi bá nhảy dựng lên, trưởng tâm lôi nháy mắt kích phát, mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu tiểu ngốc. Xế lôi trưởng, oanh, đầu của tiểu ngốc bị một trưởng hung hăng đánh xuống. Khuôn mặt Tô Bội Thanh tái nhợt, lực lượng võ đế đỉnh dù là lôi mãng cũng không cách nào so sánh. Hơn nữa trong lòng bàn tay lôi bá gợi lên hiện tượng thiên văn, đồng dạng còn có lôi đỉnh không ngừng lóe ra trên không trung. Đột nhiên sắc mặt lôi bá đại biến, đôi mắt trợn trừng. Không ngờ tên ngốc này lại không bị một trưởng của mình đánh chết. Hơn nữa lôi điện trong tay mình xâm nhập vào đầu của hắn nhưng hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó thiên lôi quay cuồng. Lập tức có vô số lôi vân hội tụ, hóa thành từng đạo thiểm điện chém thẳng về hướng ngốc tử. Lôi bá hoảng sợ, lôi điện kia màu tím. Hắn tu luyện lôi hệ thần thông, tự nhiên hiểu được tử lôi là gì, trong hoảng hốt đột nhiên thối lui không dám tới gần ngốc tử. Chỉ thấy một đạo tử lôi đánh thẳng vào đầu tiểu ngốc, sau đó là đạo thứ hai, thứ ba. Mọi người ngây dại, đầu óc hoàn toàn không kịp phản ứng, tuy rằng bọn họ không rõ uy lực của tử lôi. Nhưng khí tức lôi quang chỉ cảm ứng một chút cũng cảm thấy toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Nhiều đạo tử lôi giáng xuống trực tiếp đánh thẳng vào đầu tiểu ngốc, nếu là người bình thường phỏng chừng đã chết từ lâu, nhưng tiểu ngốc còn chưa chết, nhưng thân thể không ngừng run rẩy dữ dội. Nhưng chỉ một lát thân thể hắn đã ổn định trở lại. Ngốc tử ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong ánh mắt biến thành một mảnh trong sáng, thần quan nội liếm, làm gì còn nửa phần ngây ngốc như trước kia. À! Ngươi là... Tô Bội Thanh kêu lên, vẻ ngu đần trên mặt ngốc tử biến mất, lập tức giống y như đúc hình ảnh trong bức họa dán ở cửa thành. Mà giờ khắc này lôi vân trên bầu trời còn chưa tán đi, ngược lại hội tụ càng lúc càng nhiều. Rốt cục một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên giáng xuống, hóa thành một đầu tử long bay tới. Đừng nói là người của Tô gia, dù là toàn bộ võ giả cả Tinh La Thành đều ngây dại. Có chút cường giả hiểu biết chấn kinh. Thượng thanh tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi. Người của Tô gia cùng lôi gia triệt để ngây người, nếu lôi đình như vậy giáng xuống, trong phạm vi ngàn trượng còn ai có thể sống sót. Nhưng ngay lúc mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, tử long lại không hề lao xuống sân viện mà quanh quẩn một vòng trên không trung, nhiễu quanh người ngốc tử, dùng đầu đụng đụng thân thể hắn, giống như là đang làm nũng. Mọi người chỉ thấy ngốc tử vỗ đầu tử long, nói, ta không sao, người đi đi. Tử Long gật gật đầu, quanh quẩn trên không trung một vòng, hóa thành lôi quang tán đi, trong khoảnh khắc biến mất trên trời cao, dị thường rực rỡ tuyệt mỹ. Người trong viện thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Hơn nữa không ít người nhận ra Lý Vân Tiêu, lập tức quỳ xuống, phủ phục dưới đất không dám ngẩng đầu. Người Tô gia sắc mặt trắng bệch, cao tầng còn có người không nhận ra Lý Vân Tiêu,
ngược lại nha hoàn của Tô Bội Thanh lập tức có phản ứng, vội vàng nói nhỏ bên tai Tam trưởng lão. Sắc mặt Tam trưởng lão đại biến, loảng xoảng một tiếng, thiết quải rơi rụng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp dưới đất. Vẻ mặt đám người Tô Mặc khó xem, đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn. Nha hoàn vội vàng đi qua nói cho họ biết thân phận của ngốc tử. Lúc này họ mới kịp phản ứng, như bị trúng đòn nghiêm trọng, thật lâu không thể hoàn hồn. Kỳ thật họ từng gặp qua bức họa của Lý Vân Tiêu, nhưng ai nghĩ tới Minh Chủ Thiên Vũ Minh mất tích nhiều năm lại là một kẻ ngu sống trong nhà họ, mỗi ngày còn bồi Tô Bội Thanh đi dạo phố. Bùm bùm! Nhất thời trong viện đều quỳ một mảnh, không ít người chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng theo bản năng quỳ xuống. Lôi Bá hoàn toàn ngây dại, hắn từng nhìn thấy Lý Vân Tiêu ở xa xa, nhưng vì tức giận mở mắt nên không kịp nhận ra, hơn nữa hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này lại là Lý Vân Tiêu. Giờ phút này hắn chỉ có thể phục lại cầu xin tha thứ. Tuy rằng con trai đã chết, nhưng hắn không thể buông tha cơ nghiệp, huống chi hắn còn vợ con, còn có thể tiếp tục sinh thêm đứa con khác đó thôi. Trong viện chỉ còn thanh âm dập đầu, không ai dám nói chuyện. Tô Bội Thanh cùng nha hoàn vốn không muốn quỳ, nhưng thấy cả tộc trưởng cũng đã quỳ xuống, đành phải làm theo. Nhưng khi nàng vừa khom người liền phát hiện mình không thể nhúc nhích, muốn quỳ cũng không quỳ được nữa. Lý Vân Tiêu vẫn chưa nhìn nàng, mà nhìn qua Lôi Bá ôm quyền nói. Vị này chính là Xế Lôi Tông chủ Lôi Bá phải không, vừa rồi nói muốn dùng sét đánh chết ta phải không? Tới, chúng ta từ từ nói chuyện. Lôi Bá buồn rười rượi, muốn khóc thành tiếng, liều mạng phục lại cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi không đi qua, ta đi qua vậy. Hai chân Lôi Bá mềm nhũn, chỉ có thể khóc ròng nói. Tha mạng, Minh Chủ đại nhân tha mạng. Năm đó tiểu nhân cũng là người Thiên Vũ Minh, mong Minh Chủ tha mạng. Tiểu nhân có mắt không tròng, vừa nghe mọi người xem như đã rõ ràng thân phận của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mắng. Ngươi cũng xứng là người Thiên Vũ Minh. Hỗn cơm ăn đi, lại lấn nam bá nữ, còn muốn đánh chết ta, mẹ nó. Hắn tức giận đá mạnh một cước vào người Lôi Bá, nhất thời nghe được tiếng khung xương vỡ vụn, Lôi Bá phun máu. Tuy rằng hắn không dùng thần dịch lực, nhưng thân thể gần như là thánh thể, một cước không ai gánh nổi. Lôi Bá không ngừng phun máu nhiễm ướt cả sân, Lý Vân Tiêu nhất thời cảm thấy vô vị, phất tay nói, cút. Mang theo người của ngươi cút, từ nay về sau không được nói ngươi là người Thiên Vũ Minh, bổn tọa không muốn mất mặt. Dạ, dạ, không đề cập tới, tuyệt đối không dám nói. Đa tạ Minh Chủ, đa tạ Minh Chủ đại nhân. Lôi Bá cao hứng cười ha hả, biết mình nhặt về một mạng, vội vàng liên tục dập đầu liền mang theo thủ hạ bỏ chạy. Lý Vân Tiêu vốn muốn lấy tính mạng của hắn, nhưng nghĩ tới thế giới này người mạnh là vua, chuyện lấn nam bá nữ mỗi ngày diễn ra vô số, cho dù giết Lôi Bá cũng chỉ vô bổ. Huống chi con trai hắn đã chết, xem như đã bị báo ứng. Lúc này Lý Vân Tiêu mới xoay người lại đi tới chỗ Tô Bội Thanh, hai người nhìn nhau, Tô Bội Thanh khẩn trương lại xấu hổ cúi đầu. Lý Vân Tiêu đột nhiên ngây ngốc cười, lại giống như lúc còn ngu ngốc trước kia, hô, tiểu thư. Nha hoàn bật cười khúc khích, nhưng cảm nhận được ánh mắt giết người của nhóm người Tô Mặc lập tức im bặt không dám hé răng. Tô Bội Thanh thấp giọng nói. Ngươi cho mọi người đứng lên đi, quỳ mãi vậy không tốt lắm đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Không cần, để cho họ quỳ, chờ ta đi rồi họ sẽ đứng lên. Sắc mặt Tô Bội Thanh xám trắng, vội hô, ngươi phải đi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tự nhiên, ta đã mất ký ức 5 năm, phải trở về. Tô Bội Thanh đột nhiên cảm thấy lồng ngực áp lực khó sống, sản sinh không muốn, nước mắt đảo quanh. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhà đầu ngốc, trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. 3 năm này đã nhận được chiếu cố. Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiêm túc ôm quyền nói. Tuy rằng mất ký ức 5 năm thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó đầu óc hắn cũng không hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ những gì đã phát sinh hắn đều nhớ rõ. Nhất là khi Tô Bội Thanh mang theo hắn bên cạnh. Đã nhận không ít ủy khuất cùng áp lực, có trong gia tộc cũng có bên ngoài. Toàn bộ hắn đều nhớ, tuy rằng mơ hồ nhưng hiện tại hắn cũng hiểu rõ ràng. Cho dù Tô Bội Thanh không muốn, nhưng nàng thông minh lanh lợi nên cũng hiểu được chênh lệch giữa hai người, chỉ đành chua xót nói. Sau này chúng ta còn gặp lại không? Lý Vân Tiêu cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đưa một khối lệnh bài cho nàng, nói. Ngươi cầm Thiên Vũ lệnh, nếu muốn tìm ta. Có thể tùy thời đi Thiên Vũ Minh. Nhớ kỹ, có chuyện gì thì nhớ tìm ta.
Tô Bội Thanh nắm chặt lệnh bài, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó sống, nước mắt chảy xuống, cuối cùng không nói gì chỉ nặng nề gật đầu. Lý Vân Tiêu khẽ cười, phất tay nói. Ta cũng không phải đi tìm chết, khóc cái gì. Chỉ tạm thời ly biệt mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể gặp lại. Dứt lời, thân ảnh hắn dần dần biến mất trong tiểu viện. Tô Bội Thanh cúi đầu khóc không thành tiếng, đột nhiên không nhịn được oa một tiếng khóc giống lên. Người Tô gia vẫn quỳ nguyên tại chỗ, trần chờ không biết Lý Vân Tiêu đã rời khỏi hay chưa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Trong tiểu viện hiện lên hình ảnh cổ quái, một đám người quỳ nơi đó, cùng một nữ tử đang ngồi xổm khóc giống. Khóc một lúc Tô Bội Thanh mới sực tỉnh nâng dậy mọi người. Lúc này người Tô gia mới nhẹ thở ra, ánh mắt nhìn Tô Bội Thanh hoàn toàn khác hẳn. Mấy ngày sau tin tức Minh Chủ Thiên Vũ Minh Lý Vân Tiêu đã mất tích nhiều năm cuối cùng trở lại, việc này truyền khắp thiên hạ. Trong Lam Tuyết Thánh Thành nơi nơi răng đèn kết hoa, mỗi người không ngừng cảm thán, đều vui sướng. Không khí vui tươi cuốn hút mọi người, ai ai cũng mang theo nụ cười. Lý Vân Tiêu ngồi trong đại điện, lặng lặng nghe Đinh Linh Nhi hội báo những chuyện phát sinh trong 5 năm nay. Sau cuộc chiến lần đó, viện cùng tranh trở về ma giới, vốn định chờ Lý Vân Tiêu xuất hiện cảm tạ mới rời đi. Nhưng vì Lý Vân Tiêu mất tích quá lâu cũng không biết hắn còn sống hay không, vì thế họ đi về trước. Còn lại những người khác kẻ chết người tổn thương, hơn nữa còn trọng thương, cho tới nay vẫn chưa phục hồi, vẫn đang bế quan trong thánh vực. Đinh Linh Nhi nói, Hồng Nhan cùng Vân Thường tỷ thương thế quá nặng, chưa khỏi hẳn. Thần Tiêu Cung đã giao cho Hàn Quân Đình, còn có Ba Mộc Đại Nhân bởi vì đem đại lượng chân nguyên truyền cho Chân Long Đại Nhân, sau khi trở về không lâu cũng đã đi về cõi tiên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, nói, vậy sinh mệnh chi hỏa của Phi Nghê đâu? Đinh Linh Nhi nói, ở chỗ Thủy Tiên Muội, hiện tại chỉ có Như Thị Ngã Văn mới tẩm bổ được sinh mệnh chi hỏa, mà Thủy Tiên Muội là truyền nhân duy nhất. Thần sắc Lý Vân Tiêu lo lắng, lúc trước hắn còn nhớ lời nói của Ba Mộc, nếu muốn Phi Nghê Niết Bàn sống lại, nhất định phải dựa vào chính ý chí của nàng, người ngoài không thể nhúng tay. Hắn trầm ngâm nói, người có biết hiện trạng của Mục Địch Đại Nhân? Đinh Linh Nhi trầm tư, lộ vẻ ngượng nghịu nói, không biết, nhưng tựa hồ. Nàng nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, tựa hồ phi thường không xong. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Hắn khẽ thở dài, phất tay, người đi xuống trước đi, ta muốn tĩnh lặng một chút. Đinh Linh Nhi rời đi, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên đại điện, lặng lặng chìm vào trong thức hải, đem từng màn đại chiến 5 năm trước hồi ức một lần, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Thời điểm cuối cùng, Tiểu Thanh dung hợp cùng hắn, hoàn toàn hy sinh chính mình thành toàn hắn. Hiện tại mặc dù thực lực Lý Vân Tiêu đã siêu việt giới vương cảnh, nhưng con đường phía trước mờ mịt, không biết nơi nào mới là thiên giới chi chủ. So sánh với uy lực của lục xí năm đó, hắn vẫn còn kém hơn không ít. Sau khi luyện hóa thủy chủ trầm phù cùng giới thần bi, lực lĩnh ngộ với thiên đạo càng sâu hơn. 5 năm này mất trí nhớ cũng vì lần trước dung hợp cùng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chính là ất mộc hóa linh, có lĩnh ngộ về thiên đạo, làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này tinh tế thể hội, cảm thấy con đường tu luyện lại khuếch trương rộng rãi, giống như bừng sáng. Hắn lấy ra thủy chủ trầm phù cầm trong tay tinh tế đánh giá, ngay trung tâm thanh kiếm hiện ra một thanh quang ảnh tử, chính là long hồn của Giận Vũ. Thần thức đảo qua, liền xâm nhập vào trong kiếm giới. Bên trong thế giới kiếm một mảnh màu xám mông mông, tựa hồ không có bất kỳ sinh khí. Lý Vân Tiêu có chút kỳ quái, chậm rãi dạo bước. Loại cảm giác này có chút tương tự với lục đạo không gian của ma chủ, nhưng lại không quá giống nhau. Ha ha, chúc mừng ngươi chiến thắng ma chủ, nhặt được một mạng trở về. Đột nhiên một thanh âm từ trong không trung vang lên, cũng không hề xa lạ. Lý Vân Tiêu run lên, kinh hãi nói. Là ngươi. Thanh âm kia cười ha ha nói, là ta. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Cuối cùng lại nghe thấy thanh âm của ngươi, ngươi rốt cục là ai? Thanh âm kia cười nói. Không vội, nghe ta từ từ nói đi, vốn không muốn liên hệ ngươi nhanh như vậy, hy vọng ngươi có thể đạt tới thiên giới chi chủ ta mới liên hệ ngươi, nhưng đột nhiên có biến cố. Huống hồ ngươi có thể luyện chế ra thủy chủ trầm phù, xem như đã có tư cách. Biến cố, tư cách? Lý Vân Tiêu vội hỏi, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia nghiêm nghị nói. Phải, vốn có một buổi thiên đạo quả hội, nhưng không nghĩ trên đường đột nhiên xuất hiện biến cố. Vì thế so với dự tính sớm hơn rất nhiều. Cho nên ta mới tới thông chi ngươi trước,
có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đạo quả hội, đó là cái gì? Lý Vân Tiêu choáng váng, cảm giác thanh âm kia vượt qua khỏi nhận chi của mình. Thanh âm kia nói, đương nhiên là thiên đạo đạo quả, cụ thể tới lúc đó ta sẽ nói với ngươi, nói cho ngươi hiểu rõ. Hiện tại chỉ là thông chi ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chóng gia tăng thực lực lên. Ngươi muốn tham gia thiên đạo quả hội nhất định phải có tu vi thiên giới chi chủ, hoặc là có thể luyện chế ra huyền khí siêu huyền không gian, khai thông hỗn độn đại vũ trụ. Hỗn độn đại vũ trụ. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi nói nhiều như vậy, lại tuyệt không chịu giải thích một chút. Ha ha. Thanh âm kia cười nói. Cái gọi là hỗn độn đại vũ trụ đó là vũ trụ không gian đời thứ nhất, cũng chính là siêu huyền không gian, chỉ có thiên giới chi chủ mới có thể cảm giác được nó tồn tại. Mà vị trí không gian vũ trụ của chúng ta diễn sinh đại vũ trụ, về phần thiên vũ giới cùng ma giới, bất quá chỉ là một vùng bắc bộ của diễn sinh đại vũ trụ, là hai trong một mảnh tiểu hỗn loạn tinh vực mà thôi. Lý Vân Tiêu choáng váng, đầu óc có chút ngây dại, nội tâm có vô số nghi vấn nhưng không biết hỏi từ đâu, đành ngượng ngùng nói. Xin hỏi, đại nhân ngài là? Thanh âm kia cười nói. Nhắc tới việc này xem như ngươi cũng nhận thức ta. Ít nhất ngươi tu luyện thần quyết do ta lưu lại, ngươi có thể gọi ta là Ma Ha. Ma Ha. Nội tâm Lý Vân Tiêu như rời non lấp bể sôi trào, chủ nhân của thanh âm kia không ngờ là thiên vũ giới truyền kỳ, Ma Ha cổ thần. Lý Vân Tiêu giống như gặp được thần tượng, vạn phần kích động ôm quyền nói, nguyên lai là đại nhân. Ma Ha khẽ cười nói. Đừng khách khí như vậy, với nhận thức cùng tu vi của ngươi, đợi thêm một thời gian, thành tựu không dưới ta. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Ta làm sao đi dự thiên đạo đạo quả đại hội? Ma Ha nói. Bởi vì ngươi chưa tới tu vi thiên giới chi chủ, chỉ mới luyện chế ra thủy chủ trầm phù mà thôi, cho nên xác thực có chút phiền phức. Tới lúc đó chúng ta sẽ đả thông thông đạo vị diệt, hàng hạ tinh vũ bàn, ngươi có thể nhờ vào huyền khí chỉ dẫn đi tới chỗ chúng ta. Các ngươi, đại nhân không chỉ một mình sao? Lý Vân Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Ma Ha cười nói. Tự nhiên không phải, nơi này còn có chút người có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có hứng thú. Tỷ như sơ đại chân long thiên vũ giới, còn có vài vị thánh ma tiếng tăm lừng lẫy của ma giới đều đang ở chỗ ta đâu. Lần này mở đại hội thiên đạo đạo quả, chỉ là một lần đại hội đạo quả phạm vi nhỏ của tiểu hỗn loạn tinh vực. Nhưng cơ duyên khó được, mấy người chúng ta sau khi thương nghị cho rằng ngươi cũng có tư cách tới đây, cho nên mới thông chi cho ngươi. Tới lúc đó ta sẽ cho người bàn bạc với ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu còn thật nhiều nghi vấn, nhưng Ma Ha tựa hồ không muốn tiếp tục trả lời, nói. Hết thảy tới lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó không còn tiếp tục lên tiếng, mặc kệ Lý Vân Tiêu gọi thế nào vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ma Ha mang tới tin tức quá mức kinh người, khiến hắn không còn cách nào tĩnh tâm tu luyện, chỉ đành đi ra hồi tưởng lại những lời Ma Ha vừa nói. Sơ đại chân long, còn có ma giới thánh ma. Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm. Khó trách vô số năm qua cho dù thiên giới chi chủ hiếm có thế nào, cũng nhất định có không ít người đạt tới cấp độ kia. Nguyên lai họ đã rời khỏi vị diện này, đi tới địa phương tiểu hỗn loạn tinh vực gì đó. Hắn đột nhiên sửng sốt, trầm tư nói. Nhưng tại sao không nhìn thấy họ trở về, cho dù hai giới xuất hiện nguy cơ thật lớn như vậy chỉ cần tùy tiện hàng lâm một người là có thể dễ dàng giải quyết đi. Ma Ha nói cần liên thủ đả thông thông đạo, hàng hạ tinh vũ bàn để cho ta đi qua. Chỉ sợ muốn trở lại sẽ cực kỳ khó khăn. Hắn vừa nghĩ tới đây, nếu mình rời khỏi thiên vũ giới, những người khác làm sao bây giờ? Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê, Lạc Vân Thường, Đinh Linh Nhi, Thủy Tiên, Tiểu Hồng. Cho dù hắn có thể bỏ qua những người khác, nhưng những Hồng Nhan chi kỷ làm sao? Đột nhiên từ ngoài đại điện bay tới một đạo tấn bài. Lý Vân Tiêu tiếp nhận nhìn xem, không khỏi mừng rỡ, vội vàng chợt lóe biến mất trong điện. Đinh Linh Nhi đang đứng bên ngoài chờ đợi, vừa thấy hắn đi ra, liền đi tới nói, Vân Tiêu đại ca, Mục Địch đại nhân nghe nói ngươi trở lại, lập tức truyền tin tới, hy vọng có thể gặp ngươi. Lý Vân Tiêu nói, được, đương nhiên là phải gặp. Vừa rồi nói chuyện với Ma Ha cổ thần khiến cho hắn cảm giác tâm phiền ý loạn, muốn nghe ý kiến của Mục Địch một chút. Linh Mục Địch bế quan ở trong Linh Sơn thuộc Thánh vực Thiên Xuyên. Lý Vân Tiêu hóa độn quang đi qua. Chỉ vài lần hô hấp đã tới, hắn cảm ứng được vị trí của Linh Mục Địch, vui sướng thuấn di tới đó. Chỉ thấy Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, trên người có mây khói vần quanh, vẫn còn đang chữa thương.
Trong lòng Lý Vân Tiêu không khỏi cả kinh, trạng thái hai người thập phần tệ hại. Xem ra cuộc chiến 5 năm trước mang tới tổn thương không cách nào phục hồi. Hai người cảm ứng được hắn đã tới, lập tức mở mắt, buông khắp ấn xoay người. Linh Mục Địch gật đầu nói. Thân thể ta không khỏe, không thể hành lễ, mong minh chủ đại nhân thứ lỗi. Lý Vân Tiêu cuống quýt ôm quyền nói. Đại nhân nói đùa. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Vân Thiếu là minh chủ Thiên Vũ Minh, không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, nếu không uy nghiêm minh chủ đặt ở chỗ nào. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Nhắc tới chức minh chủ, lần này ta tới đây là có việc thương nghị với Mục Địch đại nhân, không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì. Linh Mục Địch kinh ngạc hỏi. Nga, chuyện gì? Lý Vân Tiêu thoáng trầm ngâm, nói. Nếu như ta rời đi, nên giao chức minh chủ Thiên Vũ Minh cho ai mới tốt? Cái gì? Linh Mục Địch, Bắc Quyến Nam còn có Đinh Linh Nhi đều chấn động, ngạc nhiên nhìn hắn. Linh Mục Địch nói. Vân Thiếu là nhân tuyển thích hợp nhất, ngoại trừ ngươi, không ai có thể đảm đương chức minh chủ Thiên Vũ Minh. Hắn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lý Vân Tiêu, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu đem chuyện xảy ra trong siêu huyền không gian, mình ngẫu nhiên gặp ma ha cổ thần thuật lại một lần. Nhất thời ba người nghe được đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng Đinh Linh Nhi vừa động, vẻ mặt kích động run rẩy hỏi, Vân Tiêu đại ca muốn đi. Rời khỏi nhất giới này. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, còn chưa quyết định đâu, nhưng khả năng thật lớn. Linh Mục Địch ngây người một lúc lâu, nói. Không thể tưởng được còn có bí mật như thế, vũ trụ to lớn, chúng ta thật sự không bằng con kiến A. Bắc Quyến Nam cười khổ than thở, liên tục lắc đầu. Thần sắc Đinh Linh Nhi sợ hãi không biết phải làm sao, sau đó cố lấy dũng khí, nói, nếu Vân Tiêu đại ca đi rồi, chúng tôi làm sao bây giờ? Ta, Hồng Nhan, Vân Thường Tỷ, Thủy Tiên Muội, còn có Tiểu Hồng Muội. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, dù ta rời khỏi nhất giới này, vẫn có thể đả thông thông đạo trở về. Nếu nhóm người ma ha cổ thần có thể hàng hạ tinh vũ bàn mang ta rời đi, tự nhiên vẫn có thể dùng bản tôn hàng lâm, chẳng qua có lẽ thập phần phiền toái mà thôi. Tuy nói như thế nhưng bộ dạng của Đinh Linh Nhi thật mất mát. Nếu không có Lý Vân Tiêu, nhân sinh của nàng không còn gì ký thác, nàng cũng không biết mình nên làm gì. Trong lòng Lý Vân Tiêu tê dần, nắm tay nàng nói. Tin tưởng ta, đợi sau khi ta quen thuộc tình huống bên kia, tất nhiên sẽ mở ra thông đạo mang mọi người cùng đi. Đinh Linh Nhi miễn cưỡng cười nói. Linh Nhi trời sinh ngu dốt, tu luyện võ đạo cực kém, chỉ sợ thọ nguyên không đủ nên khó thể đợi được Vân Tiêu đại ca trở lại thì đã thiên nhân vĩnh quyết. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, ta chỉ cầu trường tồn trong thiên địa, rong chơi trong vũ trụ. Nếu không thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, làm thiên giới chi chủ lại có ý nghĩa gì? Trong lòng Đinh Linh Nhi cảm thấy ấm áp, cảm thụ lực lượng trong tay Lý Vân Tiêu, không khỏi gật gật đầu, cảm thấy yên tâm. Linh Mục Địch thở dài, nói. Nếu Vân Thiếu rời đi, vị trí minh chủ Thiên Vũ Minh thật sự khó xử. Lý Vân Tiêu nói. Không khó xử, Mục Địch đại nhân có thể đảm nhiệm. Huống hồ ngoại trừ đại nhân, ta cũng không thể tín nhiệm người nào khác. Ha 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 ha. Linh Mục Địch cười to, có chút thê lương nói, nếu có thêm vài trăm năm thọ nguyên, có lẽ ta thật sự sẽ tiếp nhận. Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi đều chấn động, cảm nhận được ý tứ gì đó. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Lời này của đại nhân có ý tứ gì? Bắc Quyến Nam cười khổ nói, thọ nguyên của ta cùng đại nhân sắp tới rồi. Cái gì? Hai người kinh hãi, vẻ mặt bi thương. Đinh Linh Nhi vội nói. Hai vị đại nhân yên tâm. Ta nhất định tìm linh dược trong thiên hạ kéo dài thọ nguyên cho hai vị. Linh Mục Địch lắc đầu nói. Không cần, với tu vi như chúng ta, trong thiên hạ còn có linh dược gì có thể sử dụng. Cần gì hao tổn nhân lực vật lực làm chi đây? Bắc Quyến Nam gật đầu nói. Lời của Mục Địch đại nhân rất đúng, hai chúng ta muốn gặp ngươi kỳ thật chủ yếu là muốn cáo biệt. Nếu không gặp mặt một lần, chỉ sợ phải thiên nhân vĩnh quyết. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại nói ra vấn đề khó xử như vậy. Linh Mục Địch thấy bộ dáng bi thương của hắn, nhất thời cười nói. Với lịch duyệt của quá khứ của ta và ngươi, tới bây giờ còn không nhìn thấu sinh tử nữa sao? Cần gì bi thương, nếu là chức minh chủ Thiên Vũ Minh, ta cũng có người tiến cử. Ai? Lý Vân Tiêu hỏi, Linh Mục Địch nói, Phi Thanh. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, thoáng do dự cũng chưa mở miệng hỏi thêm. Linh Mục Địch đột nhiên cười nói. Ha ha,
xem ra trong lòng minh chủ cũng đang cân nhắc người này đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vi Thanh đích xác phi thường thích hợp, vô luận tài hoa hay mưu lược hoặc tâm kế cùng gan dạ không có chỗ nào không phải là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc người này tâm thuật bất chính, nếu thiên hạ náo động, có hắn xem như may mắn. Nhưng nay thiên hạ thái bình, người như vậy chỉ sợ sẽ sản sinh sự tình. Linh Mục Địch nói, ta cũng có băn khoăn như vậy, nếu có minh chủ ở đây, có thể ngăn chặn hắn, nếu minh chủ rời khỏi nhất giới này, đương kim trên đời chỉ sợ không còn ai ngăn cản được Vi Thanh. Lý Vân Tiêu nói, nếu là như vậy, đại nhân còn tiến cử hắn sao? Linh Mục Địch khẽ cười, trong mắt chớp động hàn quang. Đây phải xem quyết tâm của minh chủ, nếu không thể dùng Vi Thanh, ta đề nghị nhanh chóng trừ đi, tránh lưu họa lớn, tới lúc đó không còn ai là địch thủ của hắn. Lý Vân Tiêu có chút khó xử nói. Sa Vưu là chân long, có thể bảo hộ thiên vũ giới Thái Bình. Linh Mục Địch cười nói. Sa Vưu võ dũng có thừa, mưu lược không đủ, tương lai sợ là khó thể đối kháng Vi Thanh. Minh chủ nói như vậy chẳng qua chỉ là tự tìm an ủi mà thôi. Nếu thật để cho hắn chế hành Vi Thanh, cũng không cần đau đầu đi hỏi ta. Lý Vân Tiêu do dự, vạn phần dối dám nói. Giết Vi Thanh sao? Sau khi giết hắn, ai có thể đảm đương trước minh chủ? Linh Mục Địch suy nghĩ nói. Vi Thanh là thiên tài, ngoài ra vẫn còn nhiều nhân tài khác, nếu có thể khiến cho thiên hạ quy tâm, Linh Nhi tiểu thư phi thường thích hợp vị trí minh chủ. Nhưng uy vọng của Linh Nhi tiểu thư quá thấp, thật khó làm kẻ dưới phục tùng. Đinh Linh Nhi cuống quýt nói. Mục Địch đại nhân nói quá lời, Linh Nhi đương nhiên không được. Linh Mục Địch cười nói. Linh Nhi tiểu thư quá khiêm nhượng, tác dụng của ngươi phi thường to lớn. Chẳng qua trong thế giới dùng võ vi tôn, mọi người không nhìn thấy được thành tích của ngươi thôi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu đưa Vi Thanh làm minh chủ, sau đó bố trí một trưởng lão đoàn kiềm chế hắn, không biết Mục Địch đại nhân nghĩ như thế nào. Vạn không được. Linh Mục Địch nghiêm mặt nói. Thiên tài như vậy, hoặc là ngươi hoàn toàn tín nhiệm hắn, đem cả thiên hạ giao cho hắn, hoặc là phá hủy hắn. Nếu giao thiên hạ cho hắn, còn bố trí chướng ngại, sẽ khiến nội tâm của hắn bất mãn cùng không phục, thậm chí còn cố ý quấy rối, cố ý đối lập với ngươi, tới lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Giết Vi Thanh sao? Lý Vân Tiêu hiển nhiên không thể quyết tâm, hai tay toát mồ hôi. Linh Mục Địch nói, minh chủ chỉ lo lắng cho thiên vũ minh sau khi mình rời đi, vậy có lo lắng cho thiên vũ giới, thậm chí là cho ma giới. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói, chỉ giáo. Xin Mục Địch đại nhân chỉ giáo. Linh Mục Địch nói. Người có thể làm cho yêu tộc tâm phục khẩu phục chỉ có một mình minh chủ. Có thể làm cho ma tộc tâm phục khẩu phục cũng chỉ có ngươi. Một khi ngươi rời đi, yêu tộc, ma tộc thậm chí là hải tộc đều sẽ sản sinh khe hở không nhỏ. Lại có ai có khả năng xử lý tốt mối quan hệ giữa họ đây? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Vi Thanh ở ma giới nhiều năm, quan hệ tốt với ma tộc. Nếu hắn xử lý việc hai giới là người thích hợp nhất. Về phần yêu tộc, ngải cùng thiên chiếu tử, viên cao hàn bọn họ cũng tốt đẹp, do thuật đạo bắt tay, có thể xử lý việc hai tộc. Về phần tứ hải, hiện tại cường giả tổn thất hầu như không còn, trong mấy ngàn năm tới cũng không phải tai họa. Linh Mục Địch cười nói. Nếu là như vậy vẫn phải dựa vào Vi Thanh đâu. Dù sao việc hai giới là đại sự, nhưng Vi Thanh đích xác tâm thuật bất chính, thật làm người khó xử. Lý Vân Tiêu không khỏi đau đầu, hắn đột nhiên nhớ tới việc, vị nữ thánh ma này một lòng muốn giết mình, trước đó vì cùng chống cự lục xí cho nên lựa chọn liên thủ với mình, hiện tại lục xí đã chết, nàng còn muốn giết mình hay không đây? Đương nhiên mình không sợ nàng, nhưng nếu nàng nổi điên, chờ sau khi mình rời khỏi nhất giới nàng đi trả thù thiên vũ giới thì sao bây giờ? Nếu mình đi rồi, người duy nhất có thể đối kháng nàng chỉ có Sa Vưu cùng Cửu Uyên. Nhưng giờ phút này Cửu Uyên đại nhân sống chết còn chưa biết, dù còn sống, với tính cách của hắn hơn phân nửa sẽ không quản chuyện của viện. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt hắn chợt lóe sát khí, thầm nghĩ có nên đi vào ma giới giết viện, chấm dứt hậu hoạn. Linh Mục Địch nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi hỏi thăm. Lý Vân Tiêu liền nói ra ý nghĩ của mình. Linh Mục Địch thoáng lặng người, trầm tư nói. Việc này tốt nhất là ngươi nên đi ma giới một chuyến xem sao. Cởi bỏ khúc mắc của viện. Nếu như không thể thì hãy giết nàng chấm dứt hậu hoạn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vừa giết viện, còn giết Vi Thanh, xem ra người cần giết không ít a. Linh Mục Địch cười to nói. Ha ha,
người có thể lựa chọn tín nhiệm Vi Thanh, có hắn ở đây, ít nhất có thể chế hành tam tộc. Về phần viện, giao cho Sa Vưu ứng phó là tốt rồi. Như vậy cũng không cần tiếp tục nhúng tay vào sát nghiệp. Nhưng người thật sự tin được Vi Thanh sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra hình ảnh mảnh nhỏ bảo bình rơi trên người Vi Thanh cùng việc hắn dùng yết thay hắn cản một kích, không khỏi tâm phiền ý loạn. Ha ha ha! Linh Mục Địch đột nhiên cười ha hả. Tóm lại sóng sau đẩy sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Đây là những chuyện mà lão đầu tử như ta cũng không cần phải lo lắng. Lý Vân Tiêu, Đinh Linh Nhi, tương lai giao cho các ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, vội vàng mở to mắt nhìn qua. Chỉ thấy trên người Linh Mục Địch nổi lên quang mang nhàn nhạt, sinh cơ hóa thành oánh mang, nhanh chóng biến mất trong cơ thể. Bắc Quyến Nam cũng là như thế, hai người tựa hồ sống chết cùng nhau. Đinh Linh Nhi che miệng, nhịn không được òa khóc. Bắc Quyến Nam ôm quyền hành lễ, nói. Xuyên qua 10 vạn năm duyên phận, may mắn nhận thức ngươi, nhất đại giới vương, minh chủ thiên vũ minh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẫn nhịn không chảy nước mắt, ôm quyền gật đầu nói, Lý Vân Tiêu may mắn kết giao với hai vị đại nhân, vô cùng vinh hạnh. Hắn cùng Đinh Linh Nhi bái xuống thật sâu. Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam nhất thời hóa thành quang ảnh, dần dần tiêu tán trong thiên địa. Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi nhìn chăm chú thật lâu vẫn chưa rời đi. Mấy ngày sau hai người mới rời khỏi Sơn Cốc, trở lại chủ điện Thánh Vực. Giờ phút này Khúc Hồng Nhan cùng Lạc Vân Thường nghe nói Lý Vân Tiêu đã về nên xuất quan gặp hắn. Còn có Tiểu Hồng cũng rời khỏi giới thần bi đi ra ngoài. Từ sau khi Lý Vân Tiêu luyện hóa giới thần bi, đã dung hợp thành một, với lực lượng của Tiểu Hồng cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Chỉ biết tuy suốt mấy năm qua Lý Vân Tiêu luôn ngây ngốc, lại không gặp phải nguy hiểm gì. Sau đó Thủy Tiên cũng tới, vài vị Hồng Nhan tụ tập một chỗ, Bách Mị Thiên Kiều, Độc Lĩnh Phong Tao. Các nàng nhìn thấy hắn bình yên trở về, mừng rỡ bật khóc. Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ, đem chuyện của Ma Ha Cổ Thần thuật lại cho các nàng nghe qua, sắc mặt bọn họ đều khẽ biến, không biết nên làm sao. Thủy Tiên oa một tiếng òa khóc, nói. Vậy khi nào Vân Tiêu ca mới có thể đưa mọi người đi ra ngoài, hơn nữa vĩnh viễn cùng một chỗ không phân ly. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng mơ hồ, nhưng không muốn nhìn thấy nàng khóc, vội vàng an ủi, không được bao lâu, nhanh thì hơn 10 năm. Lâu thì mấy chục năm ta nhất định sẽ trở lại. Nghe vậy Thủy Tiên mới ngừng khóc. Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói. Theo đuổi thiên địa càng thêm rộng rãi, chúng ta hẳn nên ủng hộ mới đúng. Chư vị an tâm tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại nhau. Lý Vân Tiêu vuốt nhẹ mũi nàng, cười nói. Vẫn là Hồng Nhan hiểu biết ta, lần này đi ra ngoài, vô luận là tình huống gì ta cũng ước định với các nàng, trong vòng 15 năm nhất định sẽ trở về. Lúc này trên mặt các nữ tử mới hớn hở. Lý Vân Tiêu nói. Hơn nữa ta muốn đi tìm biện pháp giúp Phi Nghê sống lại. Trong nhất giới này không có, bên ngoài nhất định sẽ có. Thủy Tiên nói. Vân Tiêu ca yên tâm đi, nàng ở chỗ của ta rất tốt đâu. Có thánh khí ôn dưỡng, nàng nhất định có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đột nhiên một thanh âm vang lên trong điện, cười nhạo nói. Đi luân hồi địa tham gia thiên đạo đạo quả đại hội mà thôi. Đây chính là chuyện tốt muôn đời mới gặp được, sao nhìn các ngươi giống như đang sinh ly tử biệt. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Trác Thanh Phàm, người trộm nghe chúng ta nói chuyện. Trên hư không, thân ảnh Trác Thanh Phàm hiện ra, khẽ cười nói, ngươi tức giận không phải vì ta trộm nghe các ngươi nói chuyện, mà là dình xem các ngươi tình tự đi. Mấy nữ tử đều che miệng cười. Lý Vân Tiêu thẹn quá hóa giận nói, tóm lại ngươi chính là kẻ dình coi cuồng. Trác Thanh Phàm khẽ cười, nói. Ta không cãi cọ với ngươi, nói chính sự đi. 3 năm sau Tinh Vũ Bàn sẽ buông xuống, trong khoảng thời gian đó ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, Luân Hồi Địa là một nơi tụ tập thuộc tiểu hỗn loạn tinh hệ Bắc Vũ Trụ, chỉ có cường giả thiên giới chi chủ hoặc là người lĩnh ngộ siêu huyền không gian mới có thể bình yên vô sự đi qua. Nếu ngươi muốn mang theo mấy nữ tử này không phải không được, chỉ cần ngươi có năng lực bảo hộ được họ. Mỗi đại hội thiên đạo đạo quả mở ra, sẽ có cường giả mang theo bầu bạn tu vi không cao của mình cùng đi đâu. Trác Thanh Phàm nói xong, Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hãi hoảng sợ nói. Ngươi không phải Trác Thanh Phàm, mà là Ma Ha Cổ Thần Đại Nhân. Trác Thanh Phàm khẽ cười nói. Xem ra nổi giận là cảm xúc phản đối nha, ngươi nghĩ ta dình coi ngươi, nổi giận liền mất đi phán đoán cơ bản. Thần sắc Lý Vân Tiêu xấu hổ, đồng thời trong mắt lóe lên dị sắc, nói,
nếu tu luyện tới thiên giới chi chủ, có thể mang theo bầu bạn cùng đi sao? Chậc chậc, Trác Thanh Phàm cười nói. Tự nhiên không thể, thiên giới chi chủ tự bảo vệ mình còn khó khăn đâu, nếu muốn mang theo bầu bạn còn cần thực lực càng mạnh hơn. Đúng rồi, lần này Trác Thanh Phàm sẽ đi cùng ngươi, bởi vì hắn là con cháu hậu duệ của ta. Ta hy vọng hắn lấy được cơ duyên trong đại hội, tương lai bước vào giới vương, thậm chí là thiên giới chi chủ. Lý Vân Tiêu choáng váng. Cảnh giới cao hơn, trên thiên giới chi chủ còn có tồn tại mạnh hơn sao? Không ngờ Trác Thanh Phàm là hậu duệ của ngài. Mấy nữ tử cũng dị thường giật mình. Trác Thanh Phàm cười nói. Năm đó ta tìm hiểu siêu huyền không gian, vì lĩnh ngộ huyền bí liền sáng tạo ra đại hư không thuật. Kết quả biến thành thần thông gân gà. Nhưng lại tạo được hiệu quả không tưởng. Tuy đại hư không thuật không thể trốn vào siêu huyền không gian, lại làm cho ta có thể thông qua thuật này buông thần niệm đi xuống hư không thân thể. Tuy rằng gân gà, nhưng cũng có chút ý tứ, ít nhất hiện tại có thể sử dụng. Lý Vân Tiêu nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Trác Thanh Phàm nói, 3 năm sau chúng ta sẽ liên thủ mở ra thông đạo, buông xuống tinh vũ bàn, tới lúc đó cũng cần hư không thân thể trợ giúp. Mặt trên của thiên giới chi chủ là cần tìm hiểu siêu huyền không gian. Hơn nữa ta cho ngươi biết một bí mật, thiên giới chi chủ chỉ là rong chơi trong vũ trụ, hơn nữa cũng không ý nghĩa gì. Chỉ khi nào tiến vào thế giới sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ, cũng chính là siêu huyền thế giới chân chính mới có niềm vui đâu. Mà chìa khóa để tiến vào chính là giới văn chương. À, nguyên lai giới văn chương có tác dụng như thế. Lý Vân Tiêu giật mình, chẳng trách Lục Xí muốn lấy giới văn chương. Trác Thanh Phàm thở dài nói. Kỳ thật chìa khóa tiến vào sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ cũng có rất nhiều, ở trong tiểu hỗn loạn tinh vực tài nguyên dị thường thiếu hụt, lại không có chìa khóa tiến vào siêu huyền thế giới, chỉ có thể áp dụng biện pháp dã man tàn nhẫn đem nhất giới luyện hóa. Ma giới cũng bị một tên điên luyện hóa, người kia bị chúng ta liên thủ đuổi giết đã sớm trốn vào trong sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, nói. Ma Ha đại nhân. Tại hạ muốn hỏi một vấn đề, nhưng sợ mạo muội đại nhân. Trác Thanh Phàm cười nói. Ha ha, ít thấy bộ dạng thận trọng như vậy của ngươi. Hỏi đi, biết gì ta sẽ nói. Có phải về mấy vị lão bà của ngươi? Ta đã nói rồi, khi nào thực lực ngươi đủ mạnh muốn mang theo các nàng đi đâu cũng không có vấn đề gì. Mấy nữ tử kích động không thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Vậy ta xin hỏi, tại sao đại nhân phải giúp ta như thế? Ta tin tưởng trên đời này tuyệt không có bữa cơm trưa miễn phí. Trác Thanh Phàm cười ha ha nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi gì đâu. Ngươi nhớ kỹ, phàm là nơi nào có người thì sẽ có giang hồ. Vô luận là luân hồi địa hay là sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ đều có rất nhiều phe phái san sát. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì tài nguyên tiểu hỗn loạn tinh vực quá thiếu hụt, cho nên trong các phe phái ở Bắc vũ trụ, chúng ta, khụ khụ, bài danh, khụ khụ. Không gần phía trước cho lắm chấm CSO nên chúng ta cũng cần không ngừng gia tăng lực lượng. Lý Vân Tiêu nhất thời hiểu ra, nói. Không gần phía trước, vậy sắp xếp bao nhiêu? Trác Thanh Phàm chớp mắt, mắng. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao không phải lót đáy là được. Nếu còn hỏi nữa, ta cũng không có thời gian trả lời ngươi. Cho ngươi hỏi thêm 2 vấn đề. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nói. Vậy thực lực thế nào mới có thể mang theo hồng nhan chi kỷ của ta rong chơi vũ trụ, vô cầu vô thúc, hoàn toàn tự do? Trác Thanh Phàm chớp mắt nói. Kỳ thật lực lượng thiên giới chi chủ đã có tư cách mang bầu bạn đi cùng, nhưng phi thường nguy hiểm. Muốn chân chính không bị thiên địa vũ trụ trói buộc, hơn nữa không ai dám trêu chọc ngươi, chỉ khi nào nhập siêu huyền thế giới chứng được quả vị cảnh giới cổ chí tôn. Vạn cổ chí tôn. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại. Trong mắt bắn ra thần quang, tràn đầy khát vọng. Hắc hắc, Trác Thanh Phàm nở nụ cười, nói. Muốn chứng được vạn cổ chí tôn, người còn sớm lắm, người đạt tới thiên giới chi chủ rồi nói sau. Khóe môi hắn hiện vẻ giễu cợt. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta sẽ, vấn đề cuối cùng, có phương pháp cứu Phi Nghê hay không? Trác Thanh Phàm suy nghĩ, nói. Tình huống của nàng xác thực có chút phiền phức, nếu như vận khí tốt có lẽ có thể niết bàn sống lại. Nếu không tốt có lẽ 100 vạn năm sau mới niết bàn sống lại. Nhưng với ta cũng không tính là gì, 3 năm sau ta sẽ dùng tinh vũ bàn đưa tới 1 viên niết bàn đan, ngươi đặt trên sinh mệnh chi hỏa của nàng thiêu đốt, làm cho hỏa diễm hấp thu đan lực, có thể trợ giúp nàng niết bàn. Lý Vân Tiêu mừng như điên,
không thể tưởng được có thể giải quyết vấn đề làm cho hắn luôn đau đầu, vội nói. Đa tạ đại nhân. Trác Thanh Phàm phất tay nói. Không cần cảm tạ ta giúp ngươi cùng là giúp chính mình, dù sao có thêm một vị thiên giới chi chủ, hoàn cảnh của chúng ta trong Bắc Vũ trụ sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước, nếu có chuyện, có thể vào siêu huyền không gian trong tùy chủ trầm phù kêu ta, nếu ta nghe được thì sẽ gặp ngươi. Nói xong trên người Trác Thanh Phàm lóe ra thanh quang, thân thể khẽ run lên, nhất thời thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn nhóm người Lý Vân Tiêu, nói. Tổ tiên đại nhân đi rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu, tâm tình thật tốt vỗ vai hắn nói. Thanh Phàm huynh, lần này ngươi thật giúp ta đại ân. Nào, hai chúng ta trò chuyện một chút, nghe nói ngươi thích uống trà ăn bánh bao. Ta cho người mang lên, cút. Trác Thanh Phàm mắng một câu, thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Mọi người không nhịn được bật cười. Lý Vân Tiêu thận trọng nói. Chỉ cần ta có thực lực, lập tức đưa các nàng tới luân hồi địa. Hơn nữa cảnh giới kia, ta nhất định phải chứng được. Trong mắt hắn hiện ra dị sắc, giống như xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn vũ trụ rộng lớn vô biên vô hạn, thì thào lẩm bẩm, vạn cổ chí tôn. Mấy ngày sau Lý Vân Tiêu tiếp kiến người của yêu tộc. Sau khi nghe tin Lý Vân Tiêu trở lại, yêu tộc lập tức tới bái phỏng. Do mạch cùng ngải dẫn đầu, sau khi khách sáo vài câu mọi người lại tiếp tục hàn huyên. Sau đó Lý Vân Tiêu cho mọi người lui ra, chỉ lưu lại Đinh Linh Nhi, mạch cùng ngải. Mạch nói, không biết minh chủ đại nhân có chuyện gì cần phải cẩn thận như vậy. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, nếu ta phải rời khỏi một thời gian, từ nay về sau ẩn lui, đem vị trí minh chủ truyền cho Vi Thanh, không biết hai vị đại nhân cảm thấy thế nào. Trong lòng mạch cùng ngải chấn động, sửng sốt liền hiểu ra. Sở dĩ Lý Vân Tiêu hỏi như vậy là muốn biết cách nhìn của họ về Vi Thanh, cùng phân tích tình thế của hai tộc trong tương lai. Lý Vân Tiêu không khỏi cau mày, mà ngài tâm tư cẩn thận, thấy vẻ mặt của hắn, không khỏi cười nói, nếu Vi Thanh đại nhân nguyện ý kết giao hai tộc, chúng tôi đương nhiên là phi thường hoan nghênh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ngài tiên sinh nói như vậy, ta đã yên tâm. Mạch giật mình nói, ngươi điên sao, thật sự muốn đem vị trí truyền cho Vi Thanh. Ngài hỏi, tại sao minh chủ đại nhân phải giải nhiệm, trong thiên hạ, không còn ai thích hợp với vị trí này như minh chủ. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, đem chuyện luân hồi địa cùng đại hội thiên đạo đạo quả nói ra, nghe được khiến mạch cùng ngải sửng sốt thật lâu. Trong mắt mạch tràn đầy vẻ hâm mộ lẫn ghen tị. Ngải liên tục thở dài nói, khó trách, khó trách. Lý Vân Tiêu nói, việc của hai tộc trong tương lai phải nhờ hai vị đại nhân đảm đương một chút. Nếu Vi Thanh có chỗ nào không đúng, xin thông cảm nhiều hơn. Nhưng nếu hắn làm việc thương thiên hại lý, hoặc lòng dạ độc ác, thì cứ nhanh chóng trừ bỏ, không cần hạ thủ lưu tình. Nếu như không đối phó được, có thể đi tìm Sa Vưu, đem lời nói hôm nay của chúng ta nói với hắn. Mạch cùng ngải vô cùng thổn thức, dù sao quan hệ đã quá sâu, thật sự lưu luyến không rời. Cuối cùng mạch nói, ngày ngươi rời khỏi đây, chúng ta nhất định sẽ tới đưa tiễn. Lý Vân Tiêu ôm quyền tiễn hai người, nội tâm cảm thấy phiền muộn. Ngải khẽ cười nói, còn mong muốn sau này có dịp tỉ thí một trận với Vân Tiêu đại nhân đâu, chỉ sợ không còn cơ hội này. Lý Vân Tiêu thở dài nói, thuật đạo của ngài đại nhân vô song, tuy rằng hai lần đều may mắn thủ thắng, nhưng ta thật tâm bội phục đại nhân. Không cần tỉ thí, ta nhận thua thôi. Ngài bật cười khúc khích. Ngài vươn tay ra, chớp mắt nói, tạm biệt vậy, giới vương đại nhân, thật không biết ngày sau còn cơ hội gặp lại hay không, xem như không còn dịp gặp mặt, hì hì. Nói xong nàng liền xoay người rời đi, mạch theo sát phía sau, khóe môi tươi cười nhưng nước mắt vòng quanh. Lý Vân Tiêu nhìn theo họ, thở dài cảm thán. Đinh Linh Nhi nói, kỳ thật ai cũng luyến tiếc Vân Tiêu đại ca. Nàng cười nói, nhưng chúng tôi đều tin tưởng, đại ca nhất định có thể thành tựu vạn cổ chí tôn, trở về đón mọi người cùng đi. Lý Vân Tiêu nhìn thấy thần sắc tràn đầy kỳ vọng của nàng, trong lòng lại kiên định, nhất định phải chứng được quả vị tối cao. Sau đó hắn để Đinh Linh Nhi tập trung nhóm đệ tử, nói. Làm sư tôn, ta dạy cho các người rất ít, thật sự có thẹn trong lòng. Con đường tương lai còn phải dựa vào chính các ngươi, nếu trong việc tu luyện có vấn đề gì, đi tìm Sa Vưu cùng chư vị đại nhân Huyền Ly đảo. Điều duy nhất phi sư vui mừng chính là các ngươi luôn đi theo con đường chính đạo, cho dù trên đường bị tà ma nhập thể mất phương hướng bản tính,
nhưng cuối cùng trở về bản tâm, vi sư vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hoa Thiên Thụ, Quân Như Vân, Mạc Tiểu Xuyên, Hách Liên Thiếu Hoàng, Dương Địch, Mộng Bạch đều quỳ xuống khóc lớn. Dương Địch khóc ròng nói. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, đa tạ sư phụ chưa từng bỏ rơi đệ tử. Mọi người đồng thanh khóc lớn. Đa tạ sư phụ chưa từng bỏ rơi đệ tử. Lý Vân Tiêu sợ mình cũng khóc, vội vàng khoát tay nói. Các ngươi đều lui xuống đi. Các sư huynh đệ nên thường xuyên cùng nhau luận bàn lĩnh ngộ, cũng hy vọng trong tương lai các ngươi bất ly bất khí. Các đệ tử vẫn quỳ dưới đất không chịu rời đi. Lý Vân Tiêu vung tay lên truyền tống bọn họ ra ngoài. Nhưng sáu đệ tử vẫn quỳ bên ngoài khóc giống, mãi mấy ngày sau Hoa Thiên Thụ mới dẫn họ rời khỏi. Trong khoảng thời gian này tin tức Lý Vân Tiêu trở về đã truyền khắp cả thiên vũ giới, thế lực khắp nơi đều chạy tới bái kiến khiến cho hắn không ngừng mệt mỏi ứng phó. Mấy tháng sau mới dần dần giảm bớt, hơn nữa hắn cũng đã gặp gần hết lão hữu trong thiên vũ minh. Lúc này hắn khởi hành đi ma giới, chỉ mang theo một mình Tiểu Hồng. Sau khi Lục Xí đã chết, cả ma giới nhất thống, do Tranh làm đại thống lĩnh duy nhất. Sau cuộc chiến, viện bị thương quá nặng, luôn ẩn thân trong thái cổ hung vực dưỡng thương. Hơn nữa với giao tình giữa nàng cùng Tranh, trong sự kiện thống nhất ma giới nàng minh xác tỏ thái độ ủng hộ Tranh, cho nên đã quét sạch toàn bộ những cường địch khác. Lúc trước khi cùng nhau đối phó Lục Xí, giữa hai giới vì tăng cường liên lạc nên đã trực tiếp xây dựng mấy siêu cấp truyền tống trận. Cho nên lần này đi xạ tinh thành cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Tranh nghe tin hai người đã tới lập tức buông xuống hết thảy công việc đi ra nghênh đón, Nguyệt cũng theo sát phía sau, tràn đầy vui mừng. Chúc mừng Tranh đại nhân thống nhất ma giới. Nhờ phúc của Lý đại nhân. Ha ha, ăn cơm chưa? Ăn rồi, đại nhân ăn chưa? Ăn rồi. Tiểu Hồng. Nguyệt. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười khách sáo vài câu, Lý Vân Tiêu liền hỏi, viện đại nhân đâu? Trong lòng Tranh run lên, ha ha cười nói. Sau cuộc chiến 5 năm trước, viện đại nhân bị trọng thương rất nặng, sau khi trở lại ma giới liền trực tiếp bế quan, tới nay chưa ra. Lý Vân Tiêu nói. Thật không dám giấu giếm, ta có việc muốn tìm viện đại nhân nói chuyện. Tranh ngạc nhiên. Không biết đại nhân có chuyện gì, có thể nói thẳng với ta hay không, ngày khác khi viện đại nhân xuất quan ta sẽ bẩm báo không muộn. Đã muộn. Lý Vân Tiêu nói. Lần này ta tới ma giới là vì muốn gặp nàng. Vẻ mặt Tranh khó xử nói. Đại nhân thật khó xử ta cũng không biết chỗ viện đại nhân bế quan a. Lý Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Ở trong thiên vũ giới có bí thuật có thể trực tiếp lục soát hồn phách người khác, nhưng ta cảm thấy làm như vậy sẽ phá hủy cảm tình giữa hai giới chúng ta. Cho nên ta muốn tiếp tục hỏi thêm một lần, viện đại nhân ở chỗ nào? Sắc mặt Tranh trắng bệch, lập tức cảnh giác lui ra sau mấy bước, xanh mặt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Vẻ mặt Nguyệt bối rối, vội vàng nói, Lý đại nhân đừng động thủ, có chuyện từ từ nói. Lý Vân Tiêu nói, ta đang nói với các ngươi đâu, nhưng Tranh đại nhân tựa hồ không muốn nói với ta. Việc ta tìm viện cũng không có gì không thể nói, trực tiếp quan hệ tới chuyện tương lai của hai giới. Lý Vân Tiêu đem chuyện hắn giết Chọc Khôn, viện phẫn nộ thề nhất định phải giết hắn thuật lại một lần. Tranh nói, việc này ta có nghe nói qua. Nhưng đại nhân cũng không cần phải lo lắng quá mức, dù sao với thực lực bây giờ của đại nhân dù là viện đại nhân cũng không phải đối thủ. Lý Vân Tiêu nói, là địch hay không Tranh đại nhân không cần phân tích, mang ta đi tìm viện là được. Chỉ cần nói chuyện, ta tuyệt sẽ không xuất thủ với nàng. Nhưng nếu như Tranh đại nhân không vui, bổn tọa chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Tiểu Hồng nói, lần này Vân Tiêu đại ca tới ma giới là vì giải quyết việc này. Nếu không tìm được viện, chúng ta sẽ không trở về. Nếu Tranh đại nhân muốn kiến thức quyết tâm của Vân Tiêu đại ca, sẽ làm tổn thương cảm tình. Sắc mặt Tranh khẽ biến, thấy bộ dạng kiên quyết của Lý Vân Tiêu, biết không thể lay chuyển, cắn răng nói, được. Nhưng ngươi nhất định đáp ứng ta, tuyệt không thương tổn viện. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Điểm này ta làm không được, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi tận lực không thương tổn nàng. Còn nữa, nếu ta thật đáp ứng ngươi, mà nàng lại cho ta đáp án không hài lòng, như vậy bước tiếp theo chính là hai giới có chiến tranh. Tranh giận dữ nói. Lý Vân Tiêu, chúng ta vừa liên thủ kháng địch, đổi lấy hòa bình không dễ dàng, ngươi lại muốn phá hư sao? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Tranh đại nhân đừng nóng giận, mục đích lần này của ta là vì hòa bình mấy vạn năm tương lai của hai giới.
nếu không ngươi nghĩ ta rảnh rỗi không có việc gì chạy tới ma giới tản bộ sao? Tranh thoáng lặng người, ngẫm lại lời của Lý Vân Tiêu có đạo lý, nếu viện khăng khăng đòi báo thù, có hại tất nhiên là chính cô ta. Tranh không biết việc Lý Vân Tiêu sắp rời đi, thầm nghĩ thiên vũ giới có vài vị cường giả giới vương cảnh, mà ma giới chỉ sợ có một mình viện. Hơn nữa toàn bộ chiến lực chủ yếu đã chôn vùi trong cuộc chiến Thương Huyền Sơn, một khi hai giới khai chiến, chỉ sợ rơi dụng chính là ma giới. Được, ta mang người đi, nhưng sẽ có kết cục gì thì không biết được, hy vọng có được kết quả tốt đi. Tranh thở dài, không thể không chịu thua. Rất nhanh hắn mở siêu cấp truyền tống trận, mấy người đi thẳng vào Thái Cổ Hung Vực. Mấy ngày sau bên trong một mảnh đất hoang dã hiện ra thông đạo, bốn người lần lượt xuất hiện. Thần thức Lý Vân Tiêu đảo qua, kinh ngạc nói. Nơi này là cổ vực. Tranh gật đầu nói. Lý đại nhân quả nhiên có ánh mắt, chính là phạm vi cổ vực. Chẳng qua Lục Xí đã chết, khu vực này cũng bị suy bại tiêu vong, sẽ dần dần dung nhập vào trong cả Thái Cổ Hung Vực, không còn là cổ vực. Tranh dùng tinh bàn nhận chuẩn phương vị, đi trước dẫn đường. Hai ngày sau bốn người đi vào một dãy kiến trúc thoạt nhìn có niên đại lâu dài, nhưng lại pha lẫn chút hình thức mới, hiển nhiên mới xây dựng thêm sau này. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Xem ra trước khi Lục Xí đi vào cổ vực cũng đã có người cư ngụ a. Tranh nói. Phải, tựa hồ là một bộ tộc cổ xưa vô cùng, cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước Lục Xí đem Thánh Ma Điện đặt tại nơi này, hiện tại không có Thánh Ma Điện, dãy kiến trúc nhìn thật rải rác, giống như khuyết thiếu đại điện trung tâm. Bốn người lăng không mà đứng, Tranh Kháp Quyết đánh xuống không gian bên dưới, một đạo ma quang tản ra, hắn lập tức truyền âm, viện, ta là Tranh. Lý Vân Tiêu yêu cầu gặp ngươi một lần. Hắn liên tục hô vài lần nhưng không có hồi âm, không khỏi cau mày. Lý Vân Tiêu nói. Hay là đã xảy ra chuyện gì? Tranh cười nói. Làm sao có thể, với thực lực của viện, muốn xảy ra chuyện cũng khó a. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, thần thức tản ra bắt đầu cảm giác. Đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, thân ảnh chợt lóe liền dừng trước một tòa kiến trúc tàn phá không còn nguyên vẹn. Diện tích kiến trúc cực kỳ rộng lớn, tuy rằng chỉ còn lại tường đổ nhưng mơ hồ thấy được từng nguy nga như thế nào. Ba người còn lại cùng đi xuống, Nguyệt Cả Kinh nói. Xem quy mô nơi này hẳn là chủ điện đi. Lý Vân Tiêu vung tay, một đạo tử lôi lóe ra như thanh đao bay về phía trước. Chi? Không gian bị tua nhỏ, dần dần hiện ra một mật đạo, tựa hồ rất sâu. Đây là... Tranh lắp bắp kinh hãi, nói. Không thể tưởng được còn có mật thất, hơn phân nửa viện đang ở bên trong, khó trách nàng không nghe được tiếng gọi của ta. Mật đạo mở rộng, bốn người nối đuôi nhau đi vào. Thông đạo giản dị sơ sài. Khi bốn người vừa vào ánh đèn hai bên tự động sáng lên, hai bên vách toàn bộ là điêu khắc thú thủ, vô cùng dữ tợn. Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng bước, nói. Tranh đại nhân, điêu khắc thú thủ hai bên ngươi đều biết không? Tranh lắc đầu nói. Không nhận ra, có chút kỳ quái, có lẽ đã tuyệt tích từ thời cổ đi. Lý Vân Tiêu chỉ vào một pho tượng nói, các ngươi nhìn xem. Ba người nhìn qua, chỉ thấy thông đạo đã tới cuối. Trong không gian lớn chừng nửa mẫu dựng đứng một pho tượng thú thủ thân người bộ mặt dữ tợn, tay phải cầm đao giơ cao, tay trái cầm thuẫn đặt sát bên người. A Hàm Trảm Cốt Đao, A Nam Kiền Sát, Tiểu Hồng thất thanh kêu lên, chẳng qua. Tiểu Hồng ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào mặt thuẫn, lại nhìn pho tượng, nói, tấm thuẫn trong tay thú thủ nguyên lai là tới từ ma tộc này. Đồ án A Nam Kiền Sát giống như đúc pho tượng trước mắt. Lý Vân Tiêu sờ cằm, nói. Pho tượng kia gọi là Kiền Sát, nghe nói là viễn cổ ma thần, là cường giả tung hoành ma giới cũ trước kia. Mà sáu đạo ma binh là thiên thánh khí, khi nhất giới khai sáng đã tồn tại cộng sinh cùng thiên địa. Hiện tại xem ra sáu đạo ma binh hẳn là thiên thánh khí tự sản sinh khi ma giới hiện tại khai sáng, nhưng hấp thu không ít nguyên tố của ma giới cũ đi vào, cho nên mới có A Nam Kiền Sát. Tranh nghe được ứa mồ hôi, ngượng ngùng nói. Vậy nơi này, chẳng lẽ là ma giới cũ bảo tồn xuống sao? Lý Vân Tiêu nói. Không có khả năng, ma giới cũ đã không còn tồn tại. Ma Ha Cổ Thần nói qua, ma giới cũ đã bị luyện hóa thành giới văn chương, bị một người điên mang vào sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ. Tranh ngạc nhiên nói. Vậy tất cả chuyện này, nên giải thích thế nào? Thú thủ làm đèn tường xem ra cũng là sinh vật của ma giới cũ. Khó trách ta không nhận ra pho tượng nào. Thần sắc Lý Vân Tiêu có chút ngưng trọng nói. Đi vào nói sau,
có lẽ viện rõ ràng hơn so với chúng ta. Họ vòng qua pho tượng, tiếp tục đi vào bên trong. Đột nhiên một đạo khí tức sắc bén từ trong truyền ra, bốn người run lên, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ba người còn lại không nhịn được lui về phía sau. Tranh vội vàng nói, viện, là ta. Đáp lại hắn là một đạo ma quang mạnh mẽ kích bắn tới, bốn vách tường đều bị chấn khai, oanh long long hóa thành bột mịn. Pho tượng kiền sát cũng nổ tung. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, không gian bốn phía lóe ra, lập tức đem mọi người thuấn di ra ngoài, xuất hiện trên vạn dặm trời cao. Bốn người nhìn xuống bên dưới. Một kích vừa rồi đã hủy cả mật thất, kiến trúc cổ vốn đã tàn phá lúc này càng thêm đổ sụp. Cảnh tượng kinh người hiện lên trước mắt, bên dưới mặt đất là một tòa trận pháp thật lớn, kéo dài tới bốn phương, đang không ngừng rút ma khí truyền vào trong trận. Trận pháp còn hoạt động. Khóe mắt Lý Vân Tiêu nhảy dựng. Lập tức nhìn thấy ngay trung ương trận pháp có vài vương tọa vây quanh, mà viện đang ngồi trên một trong số đó. Đối diện viện là một ma tộc tướng mạo xa lạ đang không ngừng khắp ấn đánh vào trong thân thể của viện. Khí thế trên thân hai người thập phần cường đại, hình thành tần suất cộng hưởng cùng trận pháp, đại trận cũng nổi lên sóng gió, không ít bố trí bị chấn nhập không trung, trong khoảnh khắc đã bị phá hủy. Tranh kinh hãi nói, người nọ là ai? Trong lòng Lý Vân Tiêu rung động không thôi. Đột nhiên hắn nhận ra điều gì, cả kinh nói, đoạt xá. Cái gì? Ba người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu chợt động, trong tay lóe lên kiếm quang xuyên thẳng thiên không, chém xuống dưới. Oanh long long. Đại trận nháy mắt bị chém vỡ, vương tọa đều bị phá hủy, đống hoang tàn đổ nát bị một kiếm đã không còn chút dấu vết. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới. Trong cát bay đá chạy chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Chính là viện, ánh mắt nàng tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm bốn người. Tranh giật mình nói. Viện, ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Nàng không còn là viện, đã bị vị bằng hữu vừa rồi đoạt xá. Đoạt xá. Ba người hoảng sợ, trên đời này còn có người đoạt xá được thánh ma. Viện lạnh lùng nói. Ánh mắt của ngươi cũng rất sắc bén, thiếu chút nữa làm hư đại sự của ta. Tựa hồ đang cảm ứng thân thể, hắn cau mày nói. Nếu cho ta thêm mấy ngày thích ứng được thân thể này thì tốt hơn, đáng tiếc. Tựa hồ có cỗ hận ý hiện lên trên mặt, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Các hạ cũng là thánh ma tôn sư đi, lại dậu đổ bìm leo đoạt xá người khác. Viện hừ nói. Đương nhiên cần dậu đổ bìm leo, nếu nàng không nguy, ta làm sao đoạt xá thành công. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không lời để nói, thở dài, so với ta còn vô sỉ. Trên đời này quả thật hiếm thấy đâu. Viện cười ha hả, nói. Có ý tứ, bất quá ta xem thân thể của ngươi không sai, cũng là thánh ma, hơn nữa còn là nam nhân. Đem thân thể của ngươi đưa cho ta đi, nữ nhân này ta từ bỏ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nói cho ngươi thì cho ngươi, ta bảo ngươi đi chết ngươi có đi không? Viện nhe răng cười nói. Không phải do ngươi quyết định. Dứt lời. Trong cơ thể viện vang lên vô số tiếng gầm rú, vô số ma quang khởi động, bốn phía hiện ra dị tượng ma thú ma cầm, cẩn thận nhìn lại có vài phần tương tự như điêu khắc trên vách tường mật thất. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Ngươi rốt cục là ai? Viện cười quái dị nói, ha ha, ngươi không cần biết. Dị tượng bay múa một lúc lại dũng mãnh tràn vào cơ thể của viện, theo sau một cỗ lực lượng thật lớn đột nhiên bộc phát ra ngoài. Thăng Dương Trưởng. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Thực lực người trước mắt đã vượt trên thánh ma. Mặc dù còn chưa đạt tới thiên giới chi chủ, nhưng không kém hơn hắn chút nào. Hắn lập tức xuất kiếm, một chiêu kiếm đãng quần ma đánh ra ngoài. Oanh long! Thế kiếm đánh trúng hư trưởng, nhất thời bạo phát, cả không trung nứt vụn, mặt đất vỡ ra. Ba người tiểu hồng hoảng hốt vội vàng lui xa mấy ngàn trượng. Cái gì? Viện lắp bắp kinh hãi, thần sắc khó thể tin, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu. Thất thanh hô, siêu huyền không gian. Lý Vân Tiêu khắp quyết, lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên không đơn giản, bổn thiếu thật hứng thú với thân phận của ngươi đâu. Trên người hắn hiện liên bi phù, đồng thời tay trái chộp tới, tử lôi hiện lên đầy trời, lập tức đánh ra ngoài, vạn lôi kiếp thiên địa quy nguyên. Chi? Sắc mặt viện trắng bệch, kinh hô, ngươi là giới vương thiên vũ giới. Ngươi giết lục xí. Tuy viện khiếp sợ nhưng không bối rối. Một tay điểm lên ấn đường, trên trán liền hiện ra phù văn quỷ dị, khí tức trên người hắn chợt tăng lên, tay phải chộp tới, một mảnh ma quang như sấm đánh thẳng tới tử lôi đầy trời. Phanh, phanh,
Phanh! Thiên địa bị hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, liên tục nứt vụn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thần dịch lực trong người nhanh chóng tiêu hao, dưới tuyệt kỹ thần thông của đối phương, hắn lại cảm thấy vô cùng áp lực. Hừ! Lý Vân Tiêu tay trái bắt lôi, tay phải cầm kiếm, một mảnh kiếm phủ đẩy ra bốn phía, bày ra hình thái không gian quỷ dị, nhưng lại nhìn không thấu bên trong. Lý Vân Tiêu đột nhiên phúc trí tâm linh, tựa hồ có một đạo linh quang hiện lên trong đầu, nhìn chằm chằm vào hình thái đại kiếm, đôi mắt chợt sáng ngời. Từ sau khi dung hợp với Tiểu Thanh, suốt 5 năm ngu dại giúp cho hắn hoàn toàn hấp thu ất mộc linh lực, tuy nói tu vi cùng cảm ngộ trực tiếp siêu việt giới vương, nhưng vẫn không hơn. Thế nhưng lúc này dưới sự tấn công điên cuồng của Việt, hắn đột nhiên có điều hiểu ra với không gian trong kiếm, giống như có cánh cửa thật lớn vừa mở, dưới chân hiện ra con đường thênh thang. Quả nhiên là huyền khí do siêu huyền không gian luyện chế. Khó trách Lục Xí lại thua cho ngươi. Khuôn mặt Viện dị thường dữ tợn, phù văn nơi vị trí mi tâm lan tràn tới trong tay, hóa thành thánh vật mạnh mẽ vỗ tới. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra lệ khí, quát. Trảm yêu trừ ma. Oanh long long. Đại kiếm phảng phất giống như núi cao ép xuống, đánh thẳng lên trường lực, lại giống như bị một tầng sức mạnh vô hình ngăn trở. Hai cỗ lực lượng đáng sợ rằng co trên không trung, phân biệt thành hai thế giới thật rõ ràng. Một tay kiếm quyết, một tay tử lôi đã là sở học cực mạnh của Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn không áp chế được đối phương, khiến trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ. Huống chi vừa rồi khi cảm ngộ kiếm ý của hắn đã tăng lên thật lớn, nếu không chỉ sợ bây giờ người thua là chính hắn. Viện càng thêm hoảng sợ, lai lịch thánh vật trong tay hắn thật lớn, mặc dù là thiên giới chi chủ cũng không dám cứng rắn đối kháng, nhưng lại bị đối phương ngăn chặn. Lý Vân Tiêu không ngừng lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù bị thiên quân áp bách nhưng nội tâm vô cùng bình tĩnh, giống như đang tu luyện, nhưng dù là bế quan khổ tu cũng không có được cơ duyên như thế. Thời gian trôi qua, toàn thân hai người ướt đẫm mồ hôi. Ba người Tiểu Hồng vạn phần lo lắng, mấy lần Tiểu Hồng cùng Nguyệt muốn ra tay nhưng bị Tranh ngăn cản. Nếu đánh vỡ cân bằng, chỉ sợ nháy mắt sẽ chết ngay tại chỗ. Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa động, giống như hiểu ra điều gì, trong mắt bắn ra quang mang cực nóng. Hắn lập tức hóa ra ba đầu sáu tay, bốn tay phía sau nhanh chóng khắp quyết, lôi đình cùng kiếm quang trước người đột nhiên tụ họp chung một chỗ, hóa thành một cỗ thần quang cuồn cuộn, uy lực nháy mắt nhân lên. Oanh long! Cân bằng giữa hai bên nháy mắt bị đánh phá, thế giới của Viện băng vỡ ra. Thân hình hắn bị đánh bay ra ngoài phun ra chất lỏng màu tối đen như mực. Sắc mặt Viện dị thường tái nhợt, nhưng ngoại trừ bị thương còn vì sợ hãi. Đừng, đừng giết ta. Thấy Lý Vân Tiêu tiến về phía mình, Viện hoảng sợ không ngừng cầu xin. Lý Vân Tiêu đột nhiên thở dài, vừa rồi dưới áp lực cường đại hắn không ngừng cảm ngộ, cảnh giới tăng lên rất nhiều. Hiện tại đánh bại Viện, cảm ngộ nháy mắt chấm dứt, làm cho hắn cảm thấy thập phần tiếc hận cùng không muốn. Không giết ngươi, cho ta một lý do không cần giết ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, một kiếm chỉ vào đầu Viện, chỉ sợ hắn tiếp tục đùa giỡn hoa chiêu. Sắc mặt Viện trắng bệch, nói. Giữa ta và ngươi không oán không thù, vì sao phải giết ta? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ nói vậy là không có lý do lưu mạng cho ngươi. Viện lập tức cảm nhận được hàn ý trên thân kiếm, cực kỳ hoảng sợ vội vàng nói, ta có lý do. Vẻ mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng cắn chặt răng đưa ra thánh vật hình đa giác cổ quái, nói, thứ này cho ngươi, cũng đủ đổi lại một mạng của ta. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, hỏi, đây là cái gì? Viện trầm mặc, nói, ngươi đã là giới vương, có từng nghe qua giới văn chương? Cái gì? Thân hình Lý Vân Tiêu đại chấn, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, kinh thanh nói, ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì? Đừng cho là ta không biết lai lịch giới văn chương, ngươi làm sao có được thứ này. Viện cười hắc hắc một tiếng, trong mắt hiện vẻ âm lãnh, lạnh giọng nói, vì sao ta không thể có. Năm đó bổn tọa luyện hóa ma giới, dĩ nhiên là có. Lý Vân Tiêu đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong đầu nhất thời hiện lên linh quang, nói. Ngươi là người của ma giới cũ, cũng chính là kẻ điên đã luyện hóa ma giới đời trước. Không phải ngươi bị nhóm người ma ha cổ thần đánh trọng thương. Trốn vào trong sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ sao? Viện sửng sốt, trong mắt tràn đầy lửa giận, cắn răng nói. Ma ha bọn hắn quả nhiên đã liên hệ ngươi. Không sai, ta chính là người điên kia, nhưng năm đó bổn tọa cũng không chạy tới sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ, lúc ấy ta đã bị trọng thương, làm sao dám chạy loạn.
ta thi triển chút tài mọn bỏ chạy về ma giới, luôn tiềm phục ở đây muốn tu luyện trở về, hơn nữa dùng đại trận vùi lấp khí tức của ta, tránh bị người của luân hồi địa phát hiện. Nhưng về sau ta phát giác tư nguyên của ma giới không đủ cho ta trở lại cảnh giới thiên giới chi chủ. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, còn Lục Xí đây, hắn nên biết sự tồn tại của ngươi đi, hừ, miễn bàn tên phế vật kia. Vẻ mặt Viện âm trầm, cắn răng nói, không thể tưởng được hắn lại vô dụng như thế. Năm đó bổn tọa giúp hắn hồi sinh, bồi dưỡng hắn thành ma chủ, còn bước vào cảnh giới thiên giới chi chủ, không ngờ còn bị người giết. Phế vật, phế vật, nguyên bản ta đã đưa điều kiện với hắn, sau khi hắn luyện hóa hai giới đem ta dẫn vào sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ, chỉ ở đó ta mới có thể khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một tầng. Lý Vân Tiêu nhất thời hiểu được nguyên nhân, nói. Vậy tại sao ngươi muốn đoạt Xá Viện? Ngươi có thể bàn điều kiện với nàng, bồi dưỡng nàng thành thiên giới chi chủ. Viện cả giận nói. Bổn tọa làm gì còn tính nhẫn nại. Đã bao nhiêu năm, ta thật sự muốn giết quay về luân hồi địa, đem đám người kia toàn bộ giết chết. Huống hồ muốn làm thiên giới chi chủ cũng phải có thiên phú nữ nhân này thật bình thường, có tu vi hiện tại xem như đã là cơ duyên lớn lao, hơn nữa đã đạt tới cực hạn, không khả năng tiếp tục tiến thêm phía trước. Cho nên ta mới đoạt Xá nàng. Bản thân ta còn đang nghĩ sau này mình nên làm sao bây giờ đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tay trái chộp tới thu giới văn chương, đột nhiên cảm thấy rung động. Hắn cười nói, thứ này đích xác có thể đổi mạng của ngươi, hiện tại rời khỏi thân thể Viện, chính mình đi thôi. Cái gì, ngươi muốn ta đi? Viện trợn mắt cả giận nói, thật vất vả mới đoạt Xá thành công, nếu ngươi tới muộn vài tháng còn chưa chắc ngươi thắng được cuộc chiến hôm nay. Ta không thể mất thân thể này. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi đã bại, phải nhận sự thật, mà không phải giả thiết hay nếu. Ta đã đáp ứng thả ngươi một mạng, cũng không đáp ứng cho ngươi mang đi thân thể của Viện. Nếu như ngươi không chịu rời đi, chỉ đành tiễn ngươi đi chết. Ngươi, đáng chết. Viện gầm lên giận dữ nhưng bị thanh kiếm uy hiếp, vẫn lựa chọn lập tức rời đi. Ngay tiếp theo thân hình Viện từ từ toát ra thật nhiều bọt khí màu đen, ừng ực tràn ra khỏi thân thể, chậm rãi lưu trên mặt đất. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn thịt nát dính như keo, siêu một tiếng bay lên hướng xa xa bỏ chạy. Đột nhiên phía chân trời chợt lóe viêm mang cực nóng, một đạo hỏa nhận vô cùng khủng bố chém tới. A! À, trong đống thịt nát truyền ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, oanh một tiếng vỡ vụn trên bầu trời, sau đó bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Người ra tay chính là Viện, thần sắc nàng tái nhợt, trên trán đẫm mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hừ, còn muốn chạy? Đoạt Xá bổn tọa, không chém ngươi thành ngàn vạn mảnh xem như ngươi tốt số. Viện hung tợn nói xong nàng cảm giác cả người vô lực, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Giờ phút này ba người tiểu hồng bay qua, tranh luống cuống nâng Viện đứng dậy, thân thiết hỏi, Viện đại nhân không sao chứ? Viện khoát tay không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, lần này ta tới, Viện chợt nói, không cần phải nói. Ý đồ của ngươi tới đây ta đã đoán được. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, nói. Ngươi giết Chọc Khôn, nhưng vừa rồi cũng đã cứu ta. Hơn nữa ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Từ nay về sau ta và ngươi là người xa lạ. Lý Vân Tiêu khẽ cười, gật đầu nói. Như thế rất tốt. Hắn ôm quyền. Hai vị đại nhân, mục đích chuyến đi này đã đạt tới, sẽ không ở lâu, như vậy cáo biệt. Ngày khác nếu hữu duyên có lẽ còn có thể gặp lại. Nguyệt sững sờ hỏi. Lý đại nhân muốn đi sao? Ánh mắt nàng thoáng ảm đạm, bộ dạng không muốn. Lý Vân Tiêu nói. Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cố gắng tu luyện, có lẽ trong tương lai còn cơ hội gặp lại. Lý Vân Tiêu cáo từ, dẫn Tiểu Hồng rời đi. Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai người biến mất, thì thào lẩm bẩm, ta thật sự hâm mộ Tiểu Hồng muội đâu. Sau khi trở lại thánh vực, Lý Vân Tiêu bắt đầu bế quan. Hai năm sau. Một đạo diệu pháp linh quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thánh vực, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ vạn dặm trường không. Cả bắc vực trong khoảnh khắc đắm chìm trong cỗ thánh quang, toàn bộ võ giả đều sinh lòng cảm ứng, đột nhiên tâm động như có điều hiểu ra. Loại dị tượng này kéo dài vài giờ sau, thánh quang tràn khắp cả đại địa bắc vực. Rất nhiều võ giả đều tiến thêm một bước, trong lòng vô cùng cảm kích. Giờ phút này trong chủ điện thánh vực bao phủ một tầng thánh quang mông lung. Xung quanh đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả, ai cũng nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người ngồi tu luyện đương trường, được lợi thật lớn.
Trong đại điện, một thân ảnh lăng không hiện ra, chính là Trác Thanh Phàm. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, nói, người đã bước chân vào thiên giới chi chủ cảnh, thật sự làm ta giật mình. Lúc này trên người Lý Vân Tiêu tràn ngập thánh quang, cùng thần huy chiếu rọi, tự nhiên sản sinh khí tức vô cùng thần thánh. Hắn khẽ cười, khắp quyết thu hồi dị tượng, khôi phục trạng thái bình thường, nói, vận khí. Ha ha! Trác Thanh Phàm nở nụ cười nói, vận khí chỉ là lời khiêm tốn của sự thành công mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, Ma Ha đại nhân quá khen, có lẽ vì nghiên cứu được giới văn chương cho nên được ích lợi không nhỏ đi. Trác Thanh Phàm cảm khái nói, chúng ta đều nghĩ kẻ điên kia trốn vào sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn ở trong tiểu hỗn loạn tinh vực. Nhưng cho dù hắn còn sống tạm, cũng rất khó quay về tu vi ngày trước. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân không cần cảm thán, đây chỉ là thiên lý tuần hoàn, cuối cùng sẽ có ác báo thôi. Trác Thanh Phàm gật đầu. Ngươi có thể đi chuẩn bị, thông đạo đã mở ra tháng trước, tinh vũ bàn rất nhanh sẽ buông xuống. Lý Vân Tiêu gật đầu, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện bên ngoài đại điện. Nhất thời mọi người đều giật mình tỉnh lại, nhanh chóng tiến lên, bái kiến minh chủ. Lý Vân Tiêu giơ tay, một cỗ lực lượng nâng mọi người đứng dậy, nói, không cần đa lễ, ta đã không còn là minh chủ Thiên Vũ Minh. Ánh mắt hắn nhìn qua nam tử Thanh Y đứng cách đó không xa, nói, Phi Thanh, tương lai giao cho ngươi. Khuôn mặt Phi Thanh có chút động, lời tới bên miệng lại nuốt xuống, chỉ gật đầu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, vậy ta an tâm. Giờ phút này mọi người tụ tập ngoài điện, toàn bộ cường giả hai giới kể cả Tranh cùng Nguyệt cũng đã tới. Còn có người của Lý gia Lý Trường Phong bọn họ, không ít người cảm thấy buồn bã chảy nước mắt. Lý Vân Tiêu cười nói, La Thanh Vân, cuộc chiến giữa chúng ta chỉ sợ phải đợi ngày sau mất rồi. Thân hình La Thanh Vân run lên, ôm quyền nói, luân hồi địa sao? Sẽ có một ngày ta tới đó. Ha ha, nói rất đúng. Sa Vưu vỗ vai hắn, cười to nói, ta và ngươi đều là Long tộc, vốn là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa, chúng ta cùng nhau cố gắng. Lý Vân Tiêu cười nhìn vị lão hữu làm bạn với mình hai đời, giờ khắc này cũng không biết nên nói gì. Sa Vưu cười mắng, nhìn gì vậy, nhìn ngươi hai đời, ta ăn cơm cũng không vô, hiện tại rốt cục có thể giải thoát rồi. Lý Vân Tiêu bước nhanh tới ôm trầm Sa Vưu. Đa tạ. Sa Vưu chảy nước mắt ôm chặt hắn, mắng. Hai nam nhân ôm một chỗ, ghê tởm đã chết, ta là thiên địa chân long, bị người nhìn thấy sau này làm sao làm người. Sắc mặt Trác Thanh Phàm đột nhiên khẽ biến, kinh ngạc nói, lại tới nhanh như vậy. Hắn giơ tay khắp quyết, đánh lên không trung. Sau đó một đoàn vầng sáng tản ra trên đại điện, ngũ thải tân phân, chậm rãi di động. Trong vầng sáng tựa hồ sinh ra một mảnh vũ trụ, tinh quang chiếu ngời. Một đạo ngân quang mang theo vũ trụ hồng mông lực chiếu xuống, chỉ giây lát đã trôi đi không thấy. Ngay địa phương ngân quang xuất hiện có một la bàn ngân sắc trôi nổi, tản ra quang huy. Trong mắt Lý Vân Tiêu vui vẻ, đưa tay chộp tới nhiếp vào trong tay, đồng thời vỗ nhẹ, ngân quang lưu chuyển, một viên đan dược tinh xảo đặc sắc hiện ra. Hắn mừng rỡ hô, Thủy Tiên. Thủy Tiên tế ra như thị ngã văn, sinh mệnh chi hỏa của Phi Nghê đang mỏng manh nhảy lên. Lý Vân Tiêu đem niết bàn đan bắn tới trôi nổi trên ngọn lửa, bị ngọn lửa mỏng manh thiêu đốt, linh khí xoắn ốc tản ra, nhiễu quanh ngọn lửa. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, phát giác thân ảnh Phi Nghê như ẩn như hiện bên trong. Trác Thanh Phàm nói, đừng lo lắng, có niết bàn đan, không bao lâu Phi Nghê có thể sống lại. Ngươi đừng chậm trễ, theo tinh vũ bàn đi đi, nếu càng lâu quý tích thông đạo càng yếu, đi qua phiêu lưu càng lớn. Lý Vân Tiêu cau mày nói, ta hy vọng gặp được Phi Nghê trước khi đi. Trác Thanh Phàm cười nói, không được, nhanh nhất phải 3-4 ngày mới có thể niết bàn sống lại, hơn nữa còn ở trạng thái mê man, không chờ một năm nửa năm thì không tỉnh lại. Chẳng lẽ ngươi còn chờ được sao, nếu quỹ tích tinh vũ bàn tiêu tán thì phiêu lưu thật lớn. Khúc Hồng Nhan các nàng vừa nghe liền thúc giục hắn rời đi, Khúc Hồng Nhan miễn cưỡng cười nói, chỉ là 15 năm mà thôi, chẳng lẽ không tính toán trở về sao? Lúc này Lý Vân Tiêu mới thở dài, ánh mắt lướt qua mấy vị hồng nhan chi kỷ. Hắn nhàn nhạt cười, xoay người rời đi, chỉ lưu lại thanh âm quanh quẩn, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thân ảnh độc lập lẻ loi, dưới ánh sáng rực rỡ của tinh vũ bàn, dần dần biến mất trước mắt mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết truyện Vạn Cổ Chí Tôn, Lý Vân Tiêu.